cái nó sẽ áo chứ mà. Ừ. Để anh sao mà cẩn thận chứ. Để cái áo vô đi, để xuống đi.
Xin chào cả nhà. Vô đông đông đi mấy chị, vô nhiều nhiều lên đi cả nhà ơi. Hôm nay về rất là nhiều mẫu đẹp nha mấy chị, rất là nhiều mẫu luôn, có từ 8kg tới 60kg luôn nha mấy chị. Rồi vô nhiều nhiều lên đi mấy chị, vô nhiều nhiều lên cho em nha mấy chị. Rất là nhiều mẫu nha mấy chị ơi, em về rất là nhiều mẫu đẹp xuất sắc luôn nha cả nhà ơi, tranh thủ nha cả nhà. 8kg cho tới 60kg luôn nha mấy chị. Lên đông đông đi mấy chị ơi. Vô nhiều nhiều lên đi cả nhà. Rồi mấy chị nào đang xem like lên chấm cho em đi mấy chị, lên chấm chấm em thấy đi cả nhà. Lên chấm chấm cho em thấy đi. Hôm nay mấy chị nào đang xem like mấy chị mua đồ giá sỉ nha mấy chị nha. Em bán đồ giá sỉ dưới giá sỉ luôn. Rồi xin chào Ly Nổ. Chia sẻ cho em cái livestream này về năm hội nhóm và một lần về trang cá nhân nha mấy chị, là mấy chị sẽ chốt hàng giá sỉ, mua giá sỉ, có những mẫu em bán dưới giá sỉ luôn. Cả nhà tranh thủ vô nhiều nhiều lên mấy chị, vô nhiều nhiều lên. Bé trai bé gái có đầy đủ hết nha mấy chị. Em mới về đầm bé gái đẹp lắm luôn. Mấy chị nào lấy đầm bé gái cứ comment lên cho em nha. Có 40kg luôn nha mấy chị. Đầm bé gái em có từ 10kg đến 40kg luôn mấy chị. Xuất sắc luôn. Rồi lên chấm chấm cho em thấy. Lên vô nhiều nhiều chấm chấm cho em thấy. Rồi lên đồ đi cả nha. Em chưa thấy nên em chưa có lên. Đợi mấy chị vô nhiều lên chấm chấm em thấy em lên đồ liền. Rồi xin chào Nơ Nguyễn. Lên đồ mới coi chị ơi. Rồi ok em. Hôm nay Nơ Nguyễn lấy thêm ha. Hôm qua Nơ Nguyễn có chốt cho Nơ Nguyễn bộ. Rồi vô nhiều nhiều đi mấy chị. Em lên tất cả các mẫu luôn nha. Lên tất cả các mẫu luôn. Trời ơi đẹp lắm luôn. Trai gái đầy đủ. Mấy chị nào lấy bé gái cứ comment lên cho em nha. Đầm bé gái về đẹp xuất sắc luôn mấy chị nha. Giá ra giá cực kỳ rẻ luôn. Vô nhiều nhiều lên cho em đi mấy chị. Vô càng nhiều em sẽ lên liền cho mấy chị. Rồi để chị lên đồ mới cho Nơ Nguyễn xem nè. Xéo quá vậy. Để ngay giống nãy được á. Ngay bên đây nè. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Rồi vô nhiều nhiều đi cả nhà. Mấy chị cứ lên chấm cho em thấy đi. Ít quá, ít người quá. Mấy chị lên nhiều nhiều đi rồi em sẽ lên liền cho mấy chị nè.
nào đang xem like lên chấm chấm cho em thấy đi mấy chị. Hiện giờ là chưa thấy nên chưa có lên đó. Mấy chị cứ vô chấm nhiều nhiều lên, em thấy là em lên liền. Thấy là lên liền nha mấy chế. Thung lạnh thể thao có nào, hoặc hình có nha mấy chị. Có tai sát nách đầy đủ, cô tông cũng có luôn nha. Đẹp lắm luôn cả nhà ơi, cô tông mới về đẹp xuất sắc luôn. Đây. Cả nhà nhanh tay lên nha cả nhà, nhanh tay lên. Vô chốt lẹ 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 cho em luôn. Nhiều mẫu lắm, hôm nay nhiều mẫu lắm, đẹp quá trời luôn. À, thun lạnh 3D nha mấy chị, thun lạnh thể thao nha, đẹp lắm luôn. Có tai nè, sát nách có. Thun lạnh hoạt hình đó, hoạt hình thể thao có đầy đủ, cô tông đồ có, bô rip đồ có đầy đủ hết luôn cả nhà ơi. Nhiều mẫu đẹp lắm luôn nha mấy chị, tranh thủ vô nhiều nhiều lên đi cả nhà ơi, vô nhiều 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 lên. Lên nhiều nhiều. À, vô chấm cho em thấy đi mấy chị. Rồi vô vô chấm chấm lên cho em thấy đi rồi em chào mấy chị nha, em chưa có thấy. Chưa thấy cả nhà ơi. Trời ơi, nhiều mẫu lắm mấy chứ ơi, nhiều mẫu đẹp quá trời. Rồi xin chào Thu Kim. Mấy chị lên chấm em thấy em chào mấy chị. Tự nhiên không có thấy, Facebook nó nhiều khi nó chận á, không có thấy mấy chị ơi. Mấy chị cứ chấm lên em thấy em chào nha. Vô nhiều nhiều lên mấy chị ơi, vô nhiều 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 lên. À, em lên từ từ nha, em lên từ từ nha mấy chị. Hôm nay mấy chị chia sẻ cái livestream này vào năm hội nhóm với một lần về trang cá nhân là cả nhà mình sẽ chốt hàng giá sỉ nha. Những mẫu em sale dưới giá sỉ luôn, em bán để lấy lại tương tác, nên mấy chị chia sẻ đủ điều kiện cho em nha mấy chị, chia sẻ đủ điều kiện cho em đi. Rồi em lên từ từ nha mấy chế, lên từ từ nha để mấy chị đợi lâu. Vô nhiều lên đi mấy chị.
Nhiều đi, em đợi nhiều em sẽ lên liền. Nó vô nhiều nhiều lên cả nhà ơi, cả nhà. Mấy chị chia sẻ sẵn cho em đi, mấy chị nào đang coi like nè, mấy chị cứ chia sẻ sẵn cho em nha. Em lên là mấy chị hả chốt nha. Có sai là mấy chị chốt. Tại vì bên em có 8kg đến 60kg lận nha mấy chị, có bé tới 60kg luôn. Nên mấy chị tranh thủ nha, tranh thủ vô nhiều lên, đồ về rất là đẹp luôn. Hôm nay có đầm bé gái luôn, mấy chị nào lấy đầm comment lên cho em luôn nha mấy chị, đầm bé gái xuất sắc lắm luôn á. Đầm bé gái có 10kg cho tới 40kg nha mấy chị. Lên từ từ đi, 5 mắt. Nhiều? 51. Rồi bây giờ em lên từ từ nha mấy chị. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị nha. Bộ đẹp lắm mấy chị ơi nha. Rồi mã thể thao đát xanh, bộ đát xanh nha. Size 4, size 5, 39.000. Chị nào có size nhỏ lên chốt cho em nè, 39.000. Trời ơi đẹp quá cả nhà ơi. Rồi 4, 5 nha. Ai lấy chốt cho em mã đát xanh 4, 5, 39.000 nha. Rất là đẹp luôn. Size 4 là tầm 10kg cho tới 13kg nha mấy chị. Size 5 là 14-15kg. Chị nào lấy chốt cho em đá xanh kèm size luôn, size 4 với size 5, 39.000. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Bộ thể thao hung lạnh đẹp lắm luôn nha mấy chị, hung lạnh cao cấp nha. Rồi size 4 với size 5, chế nào có size lên chốt cho em nha, có 39.000 thôi. Rồi ai lấy chốt em mã đá xanh. Đây đẹp lắm luôn mấy chị ơi, bộ này là 75.000 nha. Rồi chế nào lấy chốt cho em nha, một bộ size 4 với một bộ size 5, 39.000. 45, size 10, 12. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị nè, bộ thần tho đẹp lắm luôn nha. Thun lạnh hoạt hình, cái thun sung lạnh siêu nhân, size 10 với size mấy? 12. 45.000. Rồi ai có size lên chốt cho em nè, một bộ size 10, một bộ size 12, em sale 45.000. 10 với 12. Chế nào lấy chốt cho em nè, bộ siêu nhân nha. 10 với 12, 45.000, hai bộ size đại nè. Chị nào có size lên chốt. Rất là đẹp luôn. Size 10 là tầm 27-28kg nha mấy chị. Size 12 là tầm 30-32kg. 33kg. Ai lấy chốt lẹ cho em luôn. Rất là đẹp luôn, 45.000 nha. Rồi siêu nhân, ai lấy chốt 10 với 12. 45.000 cho em luôn. Chế nào có size lên chốt nha mấy chị. Mấy cái mã này không có giá 45 đâu, mấy mã là 90-95 á. 90-45. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Rồi size 9 với size 10, 45.000 luôn. Mã khổng lồ, ai lấy chốt cho em khổng lồ. 9 với 10. Một bộ size 9, một bộ size 10, thế là size đại nha mấy chị. 45.000, chế nào có size lên chốt cho em. 45.000, size 9 với size 10, khổng lồ xanh. Trời ơi đẹp quá mấy chị. Chị nào có size lớn lên chốt cho em mấy cái mã này nha. 9 với 10, khổng lồ xanh, khổng lồ xanh. À bộ sát nách phía sau chị có size cho bé 10kg không ạ? À, Ngọc Ngọc. Không có 10kg cưng. Rất là đẹp luôn. Rồi nhanh tay lên nha cả nhà ơi. Ai lấy chốt cho em mã khổng lồ nha, khổng lồ. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Đẹp lắm luôn, 10kg sắc nách, để chị lấy bộ khác cho mấy cái. Bộ đó cho bộ thơ lưng trăm mấy á chị ơi, rồi thơ lưng 155.000 nha. Rồi chế nào lấy chốt em khổng lồ nha, khổng lồ. 45.000 size đại nha mấy chị ơi nha, mấy mặt size đại. Rồi qua mẫu nha mấy chị.
ký mấy mẫu. Trời ơi, cái mẫu đó 155.000 đến. Ô, mẫu xe 60 á. Rồi, chào Ti Ti. 5567. Rồi, bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chị nào, đẹp lắm luôn. Rồi, cưng lắm luôn nha mấy chị. Rồi, xuất sắc luôn. Rồi, cái ra em đang lên là thung lạnh nha. 3D, 3D. Đẹp xuất sắc luôn nha mấy chị ơi. Rồi, chế nào lấy chốt cho em mã million, mã vàng nha mấy chị. Nha, mã vàng 4, 5, 6, 7, 8. 55.000. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 67.000. Rồi, ai lấy chốt em mã vàng kèm size mấy chị. Rất là đẹp luôn. Mã này có từ 10kg tới 40kg nha mấy chị. 10kg tới 40kg. Trời ơi, đẹp. Đây, xuất sắc chưa. Rồi, million, mã vàng. Chế nào lấy bộ này chốt em mã vàng kèm size. Nhí 55.000. 4, 5, 6, 7, 8. Sale 55. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 67.000 cho em luôn. Rồi, Ngô Tuyền 13. Size 13 cho Ngô Tuyền. 67.000 size đại mấy chị ơi. Nhí em sale có 55.000 thôi. Bộ này siêu đẹp luôn. 67.000 size 13 cho Ngô Tuyền. Mấy chị ơi, chia sẻ sẵn cho em đi nha mấy chị. Đẹp lắm luôn. Rồi, chế nào lấy nữa nè. Trời ơi, đẹp lắm luôn nha mấy chị. Đây, để gần này cho mấy chị coi nè. Đẹp, cầm lên là thích lắm luôn. Rồi, nhanh tay chốt cho em mã vàng kèm size 55. 4, 5, 6, 7, 8 nha. 55.000, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 67.000. Rồi, qua mẫu nha. Ai lấy chốt em mã vàng nha mấy chị. Mã vàng kèm size. Bộ này là không có chê được cái điểm nào. Đẹp lắm. Cái hàng đó rất là đẹp luôn. Trăm lẻ hai. Mười hai. Mười, mười hai. Mười. Với hai. Rồi, lên cho mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Nhanh tay lên nha mấy chị ơi. Chia sẻ sẵn cho em nha mấy chị. Chia sẻ sẵn cho em nha. Trời ơi, đẹp. Siêu đẹp luôn. Mã nhện. Mã nhện. Nhanh tay lên nha mấy chị ơi. Mã nhện. Chị nào lấy mã này chốt cho em mã nhện. Nhí 55.000. Đại 67.000. Mã nhện kèm size cho em luôn. Trời ơi, nó đẹp lắm mấy chị ơi. Nha, xuất sắc luôn. Rồi, chế nào lấy chốt cho em mã nhện kèm size nha. Nhí 55. Đại 67.000. 4, 5, 6, 7, 8. 55.000. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sale 67.000 luôn. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Bộ thể thao sau lưng cho em xem đi chị. Nhóc lười Nguyễn. Rồi, đợi chị xíu cưng nha. Rồi, chế nào lấy chốt cho em. Đẹp lắm luôn. Rồi, cái bộ thể thao này cô tông cao cấp nha mấy chị. Bộ này là từ 10kg tới 25kg. Ê, quên, lộn. Từ 14kg tới 25kg là 155.000. Lấy trên like em giảm 10.000, còn 145. Còn từ 25kg cho tới 35kg nha mấy chị, là 165, giảm 10.000, còn 155 nha. Hàng này cao cấp mấy chị. Trời ơi, bộ này xịn sò lắm luôn. Xịn sò lắm, hàng cô tông nha. Hàng cô tông cao cấp nha mấy chế ơi, đẹp lắm luôn. 10kg tới 25kg, 155, giảm 10.000 trên like, còn 145. Từ 25kg tới 35kg, 165, giảm 10.000, còn 155. Ai lấy chốt trên like cho em đi. Trời ơi, đẹp lắm luôn đó. Chế nào lấy nhanh tay lên nha mấy chị. Bộ này siêu xịn sò luôn. Bộ này là mấy chị không có chê được cái điểm nào luôn. Cái hàng cô tông cao cấp nha mấy chị ơi. Để cho màu xanh sao cho thấy trên live stream. Đẹp lắm luôn á hả? Kéo màu xanh để cho live stream thấy trên live stream. Thấy xong thấy. Để cho chế chính giữa luôn. Thấy cái chính giữa nguyên cái bộ đồ. Thấy nguyên cái bộ đồ, thấy không? Thấy. Rồi, nhanh tay lên nha mấy chế ơi. Trời ơi, nó đẹp lắm rồi, luôn. Rồi, mẫu thì nó chế. Nha, rồi bây giờ em lên thêm cái mã này. Ai lấy chốt cho em mã nhện nha. Mã nhện nha, bộ 3D nè mấy chị, thun lạnh 3D nha, đẹp xuất sắc luôn. 3D bên em là cao cấp, không có hàng thường nha mấy chị. Rồi, chế nào lấy chốt em mã nhện nha. Mã nhện. Quệ Quỳnh đơn em đi chưa? Đi rồi không? Đi rồi. Đi rồi Quỳnh ơi, Quệ Quỳnh đơn của em đi rồi nha Quỳnh. Rồi, qua mẫu nha mấy chị. Ai lấy chốt em mã nhện kèm size. Mã nhện. Lấy đi, chị Quỳnh lấy đi, em giữ hàng. Đẹp lắm luôn. Rồi, qua mẫu.
Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Trời ơi đẹp lắm luôn. Em lên bô rip nha, bô rip xúc nha, sale cho mấy chị 41.000. Ai lấy chốt cho em đi nha. Rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy chốt cho em mã hình nha, mã hình 41.000, em đọc sai cho mấy chị nè. 45. Bây giờ em còn 459, 41.000. Size 4, size 5, size 9. Sale cho mấy chị 41.000. Size 4 tầm 10kg cho tới 13kg nha mấy chị. Size 5 là 14, 15kg. Size 9 là tầm 25 tới 27kg nha. Còn 3 bộ nè, size 41.000 luôn. Rồi có 41.000, ai lấy nhanh tay chốt cho em mã bô rip xúc nha. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, xuất sắc lắm luôn. 459 sale 41.000. Ai lấy chốt em mã hình kèm size còn có 3 bộ thôi. 459 nha. Chế nào lấy chốt em mã hình kèm size, mã hình kèm size có 41.000 bộ bô rip xúc, đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Còn cái bộ này là mấy chị không có chê được điểm nào luôn. 459. Rồi bây giờ em lên thêm một bộ này nữa nha mấy chị. Rồi cưng chưa. Rồi mã xe. Mã xe 456789. Rồi xe cho mấy chị 41.000 luôn. Chị nào lấy nhanh tay chốt cho em mã xe kèm size nha. Hàng bô rip xuất này nó đẹp lắm luôn mấy chị nha. Rồi chế nào lấy chốt cho em mã xe có 41.000. Mã này là 65.000 nha mấy chị. Mã này là 65.000. Rồi xe cho mấy chế 41.000. Ai lấy chốt em mã xe kèm size 456789 luôn. Rồi 10kg tới 27-28kg luôn mấy chị. 10kg tới 27-28kg luôn. Rồi đẹp lắm mấy chị ơi. Có 41.000 nha. Không bao giờ mà có giá này nha mấy chị. Chị nào lấy nhanh tay chốt cho em mã xe 456789, 41.000 mã xe kèm size cho em luôn nha mấy chế ơi. Ôi, bộ này đẹp lắm luôn nha cả nhà ơi. Hàng này là hàng xuất nha mấy chị. Bô rip là hàng xuất nha, không phải là hàng thường nha mấy chị. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi bây giờ em lên cái bộ này nữa nè mấy chị. Chế ơi đẹp lắm. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị ơi. Lên tiếp mã cá mập nè. Cá mập nha. Xe size 9 và bộ xanh sau lưng cô số 9 luôn nha Nơ Nguyễn. Rồi ok Nơ Nguyễn nè. Xe 9 41.000. Rồi cái bộ ngoài sau size 9 luôn. Size 9 của Nơ Nguyễn luôn. Ok có luôn. Nhiêu quên rồi, nhiêu rồi. 145.000. 145.000 của Nơ Nguyễn luôn. Rồi rồi qua mẫu nha, qua mẫu nha mấy chị. Rồi bây giờ em lên tiếp cái bộ cá nè. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Rồi cá mập cho em luôn. 456789. 55.000, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67.000. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Nhanh tay lên chốt cho em mã cá mập nha. Cá mập kềm size. Cá mập kềm. Cá mập kềm size đi mấy chế ơi. Đẹp quá, mấy bộ này đẹp quá trời luôn. Đây là khung lạnh nha mấy chị nha. Khung lạnh 3D đẹp lắm luôn mấy chị. Chị nào mua rồi là biết rồi đó. 45678 55.000 9 10 11 12 13 14 67.000. Đẹp lắm luôn, nhanh tay lên chốt mã cá mập cho em. Chị nào lấy chốt lại cho em 10kg tới 40kg nha mấy chị. Mã này 10kg tới 40kg. Bộ đẹp nè mấy chị. Trời ơi, cưng quá mấy chị ơi. Mẫu này bộ nào cũng đẹp hết nha mấy chị. Sao rất là đẹp luôn. Đây. Rồi chế nào lấy chốt em cá mập kèm size nha, cá mập kèm size. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi lên bộ này cho mấy chị nè. Trời ơi cưng quá. Rồi khủng long cho em luôn. Khủng long. Rồi rồi bỏ em bộ 41.000, đổi em bộ cá mập số 8 nha. Rồi ok Nơ Nguyễn lấy cá mập số 8 55.000. Rồi ok em. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị ơi. Chế nào lấy chốt cho em khủng long nè. Khủng long bô rip nha. Cái hàng bô rip xuất nha mấy chị. Sale cho mấy chị có 41.000.
41.000, chị nào lấy chốt cho em mã khủng long kèm size 4, 5, 6, 7, 8, 9 nha. Bộ này em có từ 10kg cho tới 27kg nha mấy chị. 10kg đến 27kg. Trời ơi đẹp lắm. Có 41.000, bộ này là 65.000 nha mấy chị. Bộ này em đang bán là 65.000. Rồi nhanh tay lên chốt cho em mã khủng long. Mã khủng long kèm size cho em 41.000. Ai lấy chốt khủng long nha mấy chị. Ôi cái mã này đẹp quá trời luôn mấy chị ơi, mấy cái bộ này đẹp không à. Rồi khủng long kèm size cho em 10kg tới 27kg. Rồi bây giờ em lên tiếp cái mã thể thao. Ôi đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên cái mã thể thao nha. Rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy cái mã nai này chốt cho em mã xanh chuối kèm size nha. Xanh chuối kèm size. Em đọc size 7. Cho mấy 4, 5, 6, 7 50 50.000 luôn. 4, 5, 6, 7. Ai lấy chốt em xanh chuối nha. Mã xanh chuối kèm size. Rồi một bộ size 9 60. Size đại còn size 9 nha mấy chị. Chế nào lấy nhanh tay chốt cho em 4, 5, 6, 7, 50. Size 9 60 luôn. Trời ơi cái mã này đẹp quá mấy chị ơi. Bộ nào cũng đẹp. Rồi ai lấy mã này chốt em xanh chuối nha. Xanh chuối kèm size 50. 4, 5, 6, 7, 50. Size 9, 60. Đẹp xuất sắc luôn. Hàng thể thao mấy chị. Bộ nào cũng đẹp hết trơn á. Rồi có 50, 60 nha mấy chị. Ai lấy chốt cho em xanh chuối. Xanh chuối kèm size. Rồi qua mẫu. Rồi bây giờ em lên cái bộ này nè. Cô tông nha. Rồi bây giờ em sale cho mấy chị 25.000. 25.000, ai có size lên chốt nha. Bây giờ em còn size 4 với size 5. Rồi size 4 với size 5 25.000. Chị nào lấy chốt cho em mã xe nha. Mã xe. Đây là hàng cô tông. Có 25.000. Nhanh tay lên nha mấy chị. Size 4 với size 5. Size 4 từ 10kg tới 13kg nha mấy chị. Size 5 là tầm 14 đến 15kg. Chế nào lấy chốt cho em đi 25.000. Rồi bộ cô tông đẹp quá mấy chế ơi. Chế nào có size nhỏ lên chốt mấy bộ này đi. Có 25.000. Em xả cực rẻ cho mấy chị luôn á nha. Bộ này là 65.000 á mấy chị, không có 25.000 đâu. Rồi Nguyễn Trân size 4 25.000, không có 25.000 nha mấy chị. Rồi chốt cho Nguyễn Trân rồi. Size 4 cho Nguyễn Trân. Rồi Nguyễn Trân ơi, chia sẻ cái livestream mà chị em về năm hỏi nhóm và một lần về trang cá nhân đi chị Nguyễn Trân. Em chốt cho chị Nguyễn Trân giá 25.000 nha. Rồi. Có chia sẻ là chốt hàng thoải mái nha. Rồi Dung Trần có luôn nha, size 5 25.000 cho Dung Trần. Rồi Dung Trần ơi, chia sẻ cái livestream mà chị em về năm hỏi nhóm và một lần về trang cá nhân. Em chốt cho chị Dung Trần 25.000. Đẹp lắm rồi mấy chị, vô tương tác với em đi mấy chị nha. Em đang bán để lấy lại tương tác á nên mấy chị có chia sẻ cho em đầy đủ là em chốt hàng giá 25.000 cho mấy chế nha. Có chia sẻ đầy đủ em mới chốt bill nha mấy chị. Có chia sẻ đầy đủ em mới chốt bill. Bây giờ còn bộ size 4 nè chị nào lấy nha. Còn bộ size 4 nè cả nhà ơi. Em còn bộ size 4 nữa đó, chế nào lấy đi 25.000. Mồi đẹp 25.000, bộ này là 60 nha mấy chị, sale 25.000. Ủa có giấy rồi mà. Có chưa? Chưa? Ừ. Vậy đâu? Rồi qua mẫu mới chết. Bây giờ còn bộ size 4 nha. Con chia sẻ rồi nha cô. Đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Tên. Dung Trần. Rồi cảm ơn chị Dung Trần nha. Chia sẻ rồi chốt lại. Có chia sẻ đầy đủ. Em kiểm tra đầy đủ là em chốt đơn cho mấy chị giá 25.000. Rồi Nguyễn Trân cũng con chia sẻ rồi nha cô. Rồi chia sẻ đầy đủ okay. Là em chốt hàng nha. Em kiểm tra máy nha mấy chị. Chúc em kiểm tra máy nha. Rồi ok Dung Trần là có chia sẻ rồi nè. Rồi Dung Trần em thấy rồi nè. Rồi Nguyễn Trân thấy luôn nè. Rồi ok Nguyễn Trân nè. 5 lần hỏi nhóm và 1 lần về trang cá nhân nữa nè mấy chị. Đẹp lắm luôn. Là em chốt giá cực kỳ rẻ cho mấy chế. Rồi luôn. Bây giờ em lên bộ này đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Trời ơi xuất sắc chưa. Trời ơi cái mã này đẹp lắm luôn. Mã khủng long. Nhanh tay lên chốt cho em nè. 4, 5, 6, 7, 8 em sale 55.000 cho mấy chị luôn. Bộ 3D hoạt hình nè cả nhà ơi. Ôi, đẹp lắm. Mẫu này về bộ nào cũng đẹp chưa.
Rồi 4, 5, 6, 7, 8 chế nào lấy chốt cho em mã khủng long nha. Mã khủng long sale cho mấy chế 55.000, 55.000 nha. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67.000. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi chế nào lấy chốt cho em nha. Khủng long kềm size, khủng long kềm size 10kg đến 40kg mấy chị. Ủa mấy bộ này là siêu đẹp luôn nha. Siêu đỉnh luôn á mấy chị ơi. Rồi Ánh Nguyệt size 8. Ok Ánh Nguyệt nha. Ánh Nguyệt size 8. Rồi size 8 cho Ánh Nguyệt nè. 55.000. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn mấy chị. Ánh Nguyệt chia sẻ cho chị đi Ánh Nguyệt. Rồi chế nào lấy nhanh tay chốt cho em nha. Khủng long kềm size cho em luôn. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. Bây giờ còn 4, 5, 6, 7. 55.000. Trời ơi đẹp, đẹp quá cả nhà ơi. Trời ơi có 18kg à. Lấy size 6 được rồi cưng ơi. Size 8 bự lắm. 18kg là size 6 hả chị? Không phải, 18kg là size 6 chứ không phải size 8 nha Ánh Nguyệt. 18kg chị lấy size 6 nha. Còn muốn là muốn lấy bự hơn nữa thì lấy mất quá thì lấy size 7 thôi. Lấy size 8 là bự nha. Size 8 bự lắm. Lấy size 6 nha, 6 hoặc 7 em muốn lấy size nào Nguyệt ơi. Rất là đẹp luôn. Em ha ha em nhầm rồi, vậy lấy 18kg thôi. Lấy cho Nguyệt 18kg thôi. Chị lấy cho chị size 6 nha. Rồi chốt cho anh Nguyệt size 6 nha cưng. Rồi chế nào lấy nữa chốt cho em mã khủng long nha. Khủng long kềm size, nhanh tay lên cho mấy chị. Trời ơi bộ này đẹp lắm luôn. Ai lấy thì chốt lẹ cho em nha, để hot cho mấy chị. Có 55.000 à, size đại có 67.000. Rồi ok em. Rồi giờ em lên tiếp cái bộ này cho mấy chị nè. Trời ơi 25. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Cưng chưa? Rồi bộ nhện xanh sale 25.000 luôn. Ai lấy chốt cho em nhện xanh nè. Nhện xanh cô tông 25.000. Đẹp xuất sắc luôn. Bây giờ em còn em đọc size cho mấy chị nha. 4 3 4 5 7 3 4 5 7 25.000 size 10 35.000. Trời ơi cưng chưa? 3 4 5 7 25.000 ai lấy chốt em xe. Còn một bộ size đại size 10 em sale 35. Rồi nhanh tay lên chốt cho em mã nhện nha mấy chị ơi. Chanh chanh đơn em đi chưa vậy? Đi rồi. Đi rồi chanh chanh ơi. Rất là đẹp luôn. Nhanh tay chốt em mã nhện. Mã nhện xuất sắc quá nha mấy chị. Có 25.000 nè. Dung Trần có size 5 của Dung Trần nè. Size 10, 35 rồi ok. Size chanh 10 chanh có lấy thêm không chị? Chanh chanh có lấy thêm thì lấy đi. Tại em đang đợi shipper lại lấy á. Chanh, size 10, chanh, chanh có lấy thêm thì lấy nha chị. Chanh chanh có lấy thêm thì lấy. Em bỏ vô luôn cho. Đẹp em, lắm luôn. Em dùng đơn cho chị chanh chanh luôn cho. Rồi bây giờ còn bộ size 5 nè. Dung Trần có lấy luôn không? Có size 5 luôn nè. Bây giờ em đọc lại nha. 3, 4, 5, 7, 25.000. Chị nào lấy chốt cho em mã nhện 3, 4, 5, 7 nha. 25.000. Trời ơi rất là đẹp có luôn. Có 4, có 5 kìa. Hai chị lấy không? Có size 4 của Nguyễn Trân nè. Nguyễn Trân đâu rồi cưng? Có Nguyễn size 5 nữa đó. Có size 5 của Dung Trần á. Ngồi qua mẫu mới chứ. Hàng này lẻ lẻ nên em sale cực rẻ cho mấy chị luôn nè. Rồi bây giờ em lên cái mã cam. Mã cam 4, 5, 4, 5, 25.000 luôn. Rồi chế nào lấy chốt em cam nè. Cam cam 4 với 5, 25.000. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. 4, 5, 25 mã cam nha. 4, 5, 25. Ai lấy chốt em cam kèm size có 4 với 5 thôi. 25.000. Bộ đẹp nè. Có size 4, size 5 luôn. Hai chế 4, 5 rồi Nguyễn Trân đi đâu rồi. Chắc không chuyện đi ra nữa. Trời ơi cưng quá mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp bộ này nè. 50, 65. Rồi bây giờ em lên cái mã Superman nha. Nhí sale 50. Nhí sale 50 rồi 4 cho Nguyễn Trân luôn đi. Mới vừa nhắc con á. Đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy bộ Superman lên chốt cho em nha. 50.000. 4567. 4567 50. Bộ sắc mắt nha mấy chị ơi. Sắc mắt siêu nhân. 13. 9, 10, 11, 12, 13. 65.000. Ai lấy nhanh tay chốt cho em nha. Superman. Bộ xanh Superman ngầu quá. Giá siêu rẻ cho mấy chế lấy luôn á. Trời ơi cái hàng cao cấp nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Chế nào lấy chốt cho em mã xanh Superman nha. Mã xanh kèm size. Nhí có 50 thôi nha. Nhí 50, đại 65.000.
Nhí là em còn 4, 5, 6, 7, 50 ngàn. Size đại 9, 10, 11, 12, 13, 65 ngàn. Rồi chế nào lấy chốt cho em mã xanh 3D qua nha mấy chị. 3D siêu nhân nha. Cái này là thun lạnh á. Rồi em qua mẫu mấy chê. Ủa mấy bộ này đẹp quá trời luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp cái bộ này mấy chị. Ôi cưng quá mấy chế ơi. Đẹp quá à. Rồi cái ai lấy bộ này chốt em mã cam nha. Mã cam. Chị nào lấy chốt cho em mã cam nha. Xuất sắc lắm luôn. Bộ này ngầu lắm luôn nè mấy chị. Rồi 4, 5, 6, 7, 8. Em sale cho mấy chế 55 ngàn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67 ngàn. Mã này có từ 10kg tới 40kg luôn mấy chị. 10kg tới 40kg. Ủa đẹp quá. Rồi ai lấy chốt cho em mã cam kèm size nha. 55 nhí 67 ngàn size đại. Size 9, 10, 11, 12, 13, 14 có 67 ngàn. Rồi chế nào lấy chốt em mã cam. Mã cam cực đẹp luôn cả nhà ơi. Bộ đẹp đó chị, sweet game đẹp nè. Trời ơi, mấy cái bộ này mấy chị không có chê được cái chỗ nào đâu nó. Em nói thiệt luôn á nha. Cái hàng 3D nha mấy chị, thun lạnh bên em là chị mấy chị mua rồi là biết rồi. Thôi không có cần quảng cáo. Đẹp lắm luôn. Rồi nhanh tay chốt cho em nha. Mã cam qua mẫu nha mấy chị ơi. 18kg nha chị. Rồi ok 18kg cho anh Nguyệt nè. Lấy size 6 nha Nguyệt. Rồi chốt cho anh Nguyệt size 6. Rồi chế nào lấy mã cam chốt cho em mã cam đi mấy chị ơi. Mã cam. Ai lấy mã cam chốt em mã cam kèm size nha mấy chị. Rồi cam size 12 cho Hòa Phú luôn. Rồi ok Hòa Phú size 12. Đẹp lắm luôn. Có 67 ngàn. Bộ này đẹp lắm luôn mấy chị. Rất là đẹp. Hòa Phú ơi chia sẻ cho chị đi Hòa Phú nha mấy chị, chia sẻ cho em đi. Em ngồi bán lấy tương tác á. Mấy chị chia sẻ cho em đi. Có chia sẻ là mấy chị có chốt đơn nha mấy chị. Đẹp quá à. Rồi chế nào lấy chốt em mã cam nữa. Có 67 ngàn chị. Giá siêu rẻ luôn mấy chị, cứ hốt đi. Chia sẻ cho em đầy đủ là mấy chị hốt thoải mái nha. Lấy bao nhiêu bộ cũng được. Trời ơi Trân ơi, mấy cái bộ này đẹp lắm luôn nè. Cưng có size 4 nè, sao không lấy vậy. Cái hàng này đẹp lắm mà chị bán có 55 ngàn á. Giá là em ngồi đây bán lấy lại tương tác đó mấy chị nha. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Ôi cưng quá à. Cái bộ đá xanh là size 4 nè, 39 ngàn. Chị nào lấy chốt cho em đi. 39 ngàn size 3 với size 4, 39 ngàn. Ai lấy cô tông chốt cho em nha. Một bộ đá xanh 3 với 9. Ôi cưng quá à. À lấy bộ cam size 5 cho Nguyễn Trân. Ừ đúng rồi cưng lấy đi. Trời ơi cái bộ đó đẹp quá trời luôn. Cái bộ cam thấy không? Cái bộ cam size 5 có 55 ngàn à. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Đang sale rẻ đó mấy chị, có size cứ vô hốt cho em. Chứ bình thường đâu có bán giá này đâu mấy chị. Bình thường không có bán giá này nha. Mấy chị ơi nhanh tay lên cứ chia sẻ cho em đi nha. Em ngồi đây bán lấy tương tác mới có giá này nha mấy chị. Chia sẻ cho em đi. Rồi size 4 39 ngàn cho Dung Trần luôn nè. Size 4 nè. Bộ này là phải 65 ngàn mấy chị nha. Mấy chị mua có 39 ngàn à. Bởi vì mấy chị cứ tương tác cho em đi. Vô tương tác với em chia sẻ đầy đủ cho em đi là sẽ có giá này á mấy chị. Rồi ai lấy bộ xanh lá nữa mấy chị ơi. Xanh lá còn bộ size 3 nè mấy chị ơi nha. Size 3 là tầm 8kg tới 12kg nha mấy chị. Ê, bộ xanh lá nè em còn size đại nè chị đâu lấy không. Xanh lá nè em còn 9, 13, 14 mấy chị ơi. 9, 13, 14 sale 53 ngàn. 9, 13, 14, 53 ngàn mã xanh lá cho em luôn. Size 9, size 13, size 14 em sale 53 ngàn thôi. Trời nó rẻ giả mang luôn á. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị ơi nha. Rất là đẹp luôn. Chế nào lấy chốt lại cho em nha. Xanh lá kèm size luôn. 9, size đại á. 9, 13, 14, 53 ngàn, size 3. 39 ngàn, size 3 là tầm 8kg tới 12kg. Rồi ai lấy chốt cho em ai đá xanh lá nha mấy chị. Ai đá xanh lá nha. Trời ơi đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên cái bộ cô tông số nha. Số 39 ngàn luôn. Còn số 3 với 4 39 ngàn. Ai có size lên chốt cho em bộ số nè. Cô tông số 34 39 ngàn. Trời ơi đẹp lắm mấy chị. 34 39. Ai lấy chốt em bộ số nha. Cưng quá nè bộ số. Rồi Dung Trần cái bộ xanh lá size 9 cho Dung Trần đi. Rồi Dung Trần nè xanh lá có 53 ngàn rồi phải không?
Chốt cho Dung Trần có 53.000 size 9 nha Dung Trần ơi, 53.000. 80.000 mà bán có 53.000 hả chị? Trời ơi đẹp lắm luôn. Rồi bộ số size 4 cho Trân Nguyễn Trân nè. Số size 4 cho Nguyễn Trân 39.000. Hàng cao cấp không phải hàng thường nha mấy chị. Không phải là giá rẻ vậy là mấy tưởng là mấy chị tưởng hàng thường nha, hàng đẹp nha mấy chị. Rồi tô tông size 13 cho TT nè. 13 còn phải không? Đó cái bộ đát á. Đó. Rồi chốt cho TT nha mấy chị. Mấy chị đã nào mà đã mua hàng bên em rồi là biết nè, phải không? Em không bao giờ bán hàng thường. Em bán hàng cho mấy chị là hàng chất lượng không nha mấy chị. Nhưng mà em ngồi đây lấy tương tác. Nên bán rẻ cho mấy chị. Nên tương bán tác rẻ đó mấy chị. Rồi, tương tác với mấy chị. Em nha. Rồi bây giờ cái bộ số này còn size 3 nha mấy chị ơi nha. Tầm 12kg đổ lại cho em nha. 12kg đổ lại bộ số size 3. Có mẫu mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. À không phải bộ đáp, bộ số đâu có size 13, bộ số còn. Lên lên cầm đi. Bộ số hết rồi chị ơi. Hết rồi Ti ơi, số hết rồi. Rồi thôi bỏ ra. Để chị bỏ ra cho, số không có 13. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Bộ đáp con mua rồi, rồi ok con. Rồi bây giờ lên tiếp nè, đẹp quá trời luôn nha. Nhanh tay lên chốt cho em nha mấy chị ơi. Ai lấy mã này chốt cho em mã khổng lồ nè, mã khổng lồ xanh nha, mã khổng lồ xanh. Nhí 50 luôn. Nhí sale 50 luôn mấy chị ơi. 4, 5, 6, 7, 8, 50 ngàn luôn. Rồi đẹp xuất sắc luôn. Rồi à, nhanh tay lên chốt cho em nè. Rồi khổng lồ xanh size đại em còn 9, 10, 11, 13 mấy chị ơi. 9, 10, 11, 13 sale 65 ngàn. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị ơi. 4, 5, 6, 7, 8 sale 50 ngàn luôn. 9, 10, 11, 12, 13 65 ngàn. Rồi đẹp xuất sắc luôn. Rồi bộ khổng lồ, ai lấy chốt cho em mã khổng lồ nè nha, bộ khổng lồ xanh nè. Bộ đẹp nè mấy chị. 3D nè mấy chị, thun lạnh 3D đẹp lắm luôn. Rồi tranh thủ chốt cho em nè mấy chị ơi. Rồi mấy cái mã này ngầu quá trời luôn á, có size 4 của Nguyễn Trân mà xong hốt mấy bộ này cho bé, mặc đẹp lắm luôn á. Nha, nhanh tay lên chốt cho em mã khổng lồ kèm size 4, 5, 6, 7, 8 có 50 ngàn nha mấy chị. 9, 10, 11, 12, 13 em sale cho mấy chị 65 ngàn. Rồi chế nào lấy mã này chốt cho em mã khổng lồ kèm size nha. Khổng lồ kèm size. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Qua mẫu mấy chế ơi. Rất là đẹp luôn, khổng lồ xanh số 8. Tuyết Anh Nguyễn rồi, ok Tuyết Anh rồi, Nguyễn. Rồi Tuyết Anh Nguyễn ơi, chia sẻ cái livestream này cho em về năm hỏi nhóm và một lần về trang cá nhân giùm em nha. Em chốt là chị Tuyết Anh Nguyễn 50 ngàn. Rồi 50 ngàn cho Tuyết Anh Nguyễn có nha. Có chia sẻ đầy đủ, em chốt bill nha mấy chị. Có chia sẻ đầy đủ, em chốt bill giá cực bèo luôn mấy chị ơi. Qua mẫu. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Mấy chị cứ vô tương tác với em đi, có chia sẻ là mấy chị chốt đơn nha. Em ngồi đây bán là mấy chị cũng biết rồi đó. Lấy lại tương tác nha. Bán chỉ lấy lại tương tác thôi chứ đâu có bao giờ mà có cái giá này đâu. Rồi bây giờ em lên tiếp cái mã nai xám nha. Mã nai xám. Ồ, bộ đẹp quá, đẹp lắm luôn. Bây giờ em đọc size nha. Rồi, sale mấy chị 50 thôi. 3, 4, 5, 50 ngàn luôn. 75 ngàn mà sale có 50 ngàn mấy chị. Trời ơi. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 3, 4, 5 hả? 3, 4, 5. Phải không? Đúng rồi. 3, 4, 5 hay sao? 3, 4, 5 rồi. Ờ, nên size 10, 60. Ờ, size 10, 60. 3, 4, 5, 50. Size 10, 60. Chị nào có size lên chốt cho em đi. 3, 4, 5 nha. Bộ nai xám. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Cô Tông. Hàng cô Tông nha. Hàng này xịn sò lắm đấy chế ơi. Ôi, có size hốt cho em đi. Đẹp lắm luôn. Chế nào có size lên chốt nha. Có 50 ngàn à. 3, 4, 5, 50. Size 10, 60 luôn. Rồi chị nào lấy chốt cho em mã xám nha. Bộ nai xám đẹp quá trời luôn. Nai xám bộ đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi 50, 60 cho mấy chế luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi bây giờ em lên tiếp cái bộ này cho mấy chị nha. 39. Rồi cái bộ ni này em sale 39 ngàn nha. 25kg mặc size mấy chị Thảo Phạm? 25. Đọc nói. Size 8 á chị ơi. Size 8 là tầm 25 23 tới 23, 25kg. Còn mà size 9 là 25, 26kg ha. Nếu mà chị bán 25kg thì chị lấy size 9 để cho thoải mái. Đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Rồi bây giờ em tư vấn size á, mấy chị muốn chốt size nào đi, nếu mà đúng 25kg lấy size 9 để cho thoải mái nha. Rồi bây giờ em lên cái mã ni nè. Em sale cho mấy chị là 39 ngàn nha. 39 ngàn em đọc size nha. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 8, 39 ngàn.
3458 39 ngàn. Ai lấy chốt cho em mã xanh đi, trời đẹp quá mấy chị ơi. 3458 hả? Ừ. 3458 xem mấy chị có 39 ngàn à. Còn size 10, 13, 14 mấy chị. 10, 13, 14 53 ngàn. Rồi size đại, size 10, 13, 14 10, 13, 14 53 ngàn. 10, 13, 14. Trời lấy em size 10 nha. Trời lấy size 10 rồi, ok em. Lấy size 10. Màu xanh hả? Ừ. Mẫu nào? Màu xanh, xanh này đúng không cưng? Rồi, Thảo rồi. Phạm. Rồi lấy size 10 cho Thảo Phạm. Rồi chốt cho Thảo Phạm size 10 nha, mẫu này mẫu xanh nha. Mẫu xanh nè, 53.000 ni xanh. Ok, có luôn 53. 53.000 nè, trời. Rồi 53.000 size 10, rồi TT 13 nè. TT 13 có không? Có. Rồi chốt cho TT 13 đi. TT 13 53.000 luôn, đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn nè. Rồi coi của Nguyễn Trân số 5 có luôn, Nguyễn Trân số 5 có luôn. 39.000 cho Nguyễn Trân nè. Rồi lấy mã xanh kèm size mấy chị ơi, mã xanh kèm size cho em đi, đẹp nó đẹp lắm luôn. Nó rẻ dã man luôn á. Rồi xanh số 8 có cho Tuyết Anh Nguyễn luôn, có luôn. 39.000 à, mấy chị có chia sẻ là em mới chốt đơn nha mấy chị ơi. Có chia sẻ em mới chốt đơn với mấy chị nha, mấy chị nào không đủ chia sẻ là em chốt em lấy ra nha mấy chị. Đẹp quá à mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Tiết Anh Nguyễn ơi, Tiết Anh Nguyễn chia sẻ đi cưng, em chưa có chia sẻ cho chưa chị nha. Chưa chia sẻ em không chốt đơn mấy chị ơi, mấy chị tương tác với em đi mấy chị. Em bán cái giá này cực kỳ rẻ luôn, có 39.000 à. Đâu có lời, không có lời còn lỗ nữa nha mấy chị. Thảo Phạm nói màu trắng, ủa bộ màu trắng nào vậy ta? À, bộ nai á. À bộ nai ừ. Rồi size 10 bộ nai. Rồi bộ nai size 10 cho Thảo Phạm nha. Size 10 cho Thảo Phạm là 60.000. Vậy là bỏ bộ xanh ra. Rồi bỏ bộ xanh size 10 ra đi. Rồi đó. Chốt cho Thảo Phạm cái bộ này size 10 nha, 60. Có lấy bộ nai luôn đi. Ủa có bộ nai rẻ quá trời à. Bộ ni xanh được. Bộ ni xanh này đẹp quá trời luôn à. Thảo Phạm có size hoặc là không sắm lấy. Đẹp quá à. Chốt size 10 rồi 60.000. Lấy luôn, lấy bộ xanh luôn không? Em chốt luôn cho. Rồi không, lấy luôn. Lấy luôn đi ha. Đẹp quá à. 53.000. Có 53.000 à, có size lên lấy đi. Có size cứ lấy. Bộ này thì 60 nha. Thảo Phạm chia sẻ cho em đi, giá nào em cũng bán nha. Rồi Thảo Phạm chia sẻ cho chị đi Thảo Phạm ơi nha mấy chị. Em ngồi đây bán lấy tương tác mấy chị, chỉ có cần mấy chị cứ bấm chia sẻ cho em đi để em mới chốt đơn cái nha. Cái livestream này em bán chỉ là lấy tương tác thôi, giá sỉ cho mấy chị, có những mẫu dưới giá sỉ nữa nên nói chung là không có lời, nên em chỉ cần mấy chị tương tác với em thôi, em mới bán giá này cho mấy chị nha. Em ngồi bán đâu có lời gì đâu, lấy công không luôn á, chỉ cần lấy lại tương tác thôi, nên mấy chị có chia sẻ cho em nha. Em đọc tên chị nào chưa chia sẻ. Bình thường không có giá này nó chế. Nha. Bình thường cái bộ 39.000 là 65.000 nha mấy chị nha. 39.000 là 65.000 nha mấy chế ơi. Em bán dưới giá sỉ luôn á mấy chế. Rồi chế nào có chia sẻ thì chốt đơn nha mấy chị. Thảo Phạm chia sẻ nha Thảo Phạm. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn á. Tiết Anh Nguyễn nè. Tiết Anh Nguyễn bây giờ chia còn sẻ xanh, đi. Còn size mấy vậy? 3 với 4. Rồi bây giờ cái bộ xanh này em còn 3, 4 với 14 nha mấy chị. Size 14 là tầm 36-40kg á. Size lớn á. 3, 4, 14 nha. 3, 4, 14 mấy chế. 3, 4, 14 nha mấy chế ơi. Rồi em qua mẫu chế nào này. Có tương tác thì chốt đơn nha mấy chế. Rồi bây giờ em lên tiếp nè mấy chị. Trời ơi đẹp lắm luôn. Trời bộ robot. Robot nha, robot cưng chưa? Em đang lên 3D nha. Đang lên 3D robot. Ai lấy chốt lại cho em mã robot kèm size 45678 sale 55.000. Bộ robot vàng này đẹp nè mấy chị. Trời hay đẹp quá. Ôi siêu hơi bị đỉnh đó mấy chị ơi. 9 10 11 12 13 14 67.000. Rồi 55 67.000 thôi mấy chị. 55 67 thôi, bình thường bộ này là 80 á, giờ bán 55, bộ kia 95 sale có 67.000 à. Rồi ai lấy chốt em mã robot mấy chị, mã robot kèm size nha. Rất là đẹp luôn mấy chị, chỉ cần vô chia sẻ cho em cái livestream này về 5 hội nhóm và một lần về trang cá nhân nha mấy chị. Là mấy chị sẽ chốt hàng giá này nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Giá sỉ dưới giá sỉ luôn. Em chỉ có cần lấy lại tương tác thôi nha. Nên mấy chị có chia sẻ thì mấy chị chốt đơn thoải mái luôn. Chị nào có chia sẻ rồi cho em thì cứ chốt đơn cho em. Đẹp quá à. Rồi ai lấy chốt em mã vàng. Mã vàng đi mấy chị. Bộ robot nè. 10kg tới 25kg sale 55.000 nha mấy chị. 25kg trở lên cho tới 40kg sale 67.000. Trời ơi đẹp quá mấy chị. Rồi chế nào lấy chốt cho em mã robot vàng. Đẹp xuất sắc luôn. Robot size 12 cho Hòa Phú. Rồi ok Hòa Phú size 12. Hòa Phú ơi, Hòa Phú chưa có chia sẻ nha. Chia sẻ cho chị đi, Hòa Phú khách quen nè.
Hòa Phú chia sẻ cho chị đi Hòa Phú ơi. Đẹp quá mấy chị nha. Chế nào lấy nhanh tay chốt cho em mã robot kèm size. Rồi Hòa Phú sẽ bị hai con luôn là chế. Chị nào khách quen là khỏi cần kêu nữa mấy chị nha. Mấy chị nào khách quen là khỏi em khỏi cần kêu. Em có đăng lên rồi mấy chị có chia sẻ mấy chị là mấy chị sẽ chốt cái giá này nha. Bộ này là 90-95 á. Mà nó sẽ quá đúng rồi, ai lấy không? Rồi nhanh tay lên nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy mã robot vàng nữa thôi, ai qua mẫu nha nó chế. Rồi qua mẫu nha cả nhà ơi, ai lấy chốt em mã robot nha. Rồi qua mẫu chế ơi. Rồi em qua mẫu. Rồi bây giờ em lên tiếp cái bộ này nè mấy chị nè. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Mã cô tông đẹp quá. Em lên hàng cô tông nha. Em lên hàng cô tông cho mấy chị nè. Nhí sale 50.000 luôn. Nhí sale 50.000 cho mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy chốt cho em nè. Bộ Puma đi mấy chị nha. Bây giờ em còn 3, 4, 5, 8, 50 ngàn. 3, 4, 5, 8, 50 ngàn. 9, 10, 11 mấy chị ơi, size đại 9, 10, 11, 60 luôn. Bộ này siêu đẹp. 9, 10, 11, 60 ngàn luôn. Ai lấy chốt cho em nha. Mã Puma kèm size. Con tóc này cực kỳ siêu đỉnh luôn á. Lấy nha mấy chị. Ôi đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị ơi. 3, 4, 5, 8 có 50 ngàn cho em luôn. Có size 8 nè. 9, 10, 11, 60. 8 của ai quá. Đẹp quá, không có chia sẻ. 9, 10, 11, 60 ngàn cho em luôn. Cả nhà ơi, cả nhà lên đông đông cho em đi mấy chị. Mấy chị chia sẻ sẵn cho em đi nha. Em ngồi đây bán lấy lại tương tác cho mấy chị không có lời gì nha. Mấy chị chỉ cần chia sẻ cho em đi vô chốt hàng thoải mái luôn nha. Vô chốt hàng thoải mái. Đẹp lắm luôn. Ai lấy chốt cho em mã xanh Puma nè. Mã xanh Puma 50 ngàn. Rồi mã xanh kèm size cho em đi mấy chị. Tuyết Anh Nguyễn size 8. Rồi Tuyết Nguyễn size 8 có luôn là chế. Rồi 50 ngàn nha. 50 ngàn nè. Rồi bây giờ em còn 3, 4, 5 mấy chị ơi. 3, 4, 5 sale 50 ngàn thôi. 3, 4, 5. Rồi 50 ngàn nè mấy chị. Mấy chị ơi chia sẻ cho em đi mấy chế ơi. Chia 9, 10, sẻ đi cả nhà. 9, 10, 11 mấy chị ơi, xe đại 9, 10, 11, 60 thôi. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi em qua mẫu nha. 9, 10, 11, 60 nha. Mấy chị nào chưa chia sẻ em đọc tên, mấy chị chia sẻ cho em đi. Mấy chị Tuyết Anh Nguyễn chia sẻ nha. Cưng em chưa có chia sẻ cho chị nha. Chia sẻ đi cả nhà ơi. Rồi qua mẫu nha mấy chế. Còn 9 với 11. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Đẹp quá à. 9 với 11 sale 53 ngàn. Rồi 9 với 11 sale 53 ngàn. Chị nào lấy chốt cho em đi mấy chị. Đẹp quá à mấy chị. Chị nào khách cũ á mấy chị chia sẻ sẵn cho em đi nha. Em khỏi có kêu nha mấy chị. Rồi 9 với 11 ai có size lên chốt với em bộ gấu nè. Cô tông nha. 53 ngàn. Ai lấy chốt em mã gấu. Gấu một bộ 9 với một bộ size 11. Cái này là còn size đại à, hai bộ à. 53 ngàn. Ai lấy nhanh tay lên chốt em mã gấu nha. Còn cái hai bộ à. Rồi Dung Trần 9. Ok Dung Trần nè. 9 cho Dung Trần đi. Dung Trần có luôn size 9. Có cho Dung Trần. 53 ngàn cho chế luôn nha. Không chị nào mà khách cũ là ok à. 53 ngàn cho Dung Trần. Rồi qua mẫu mấy chế ơi. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Rồi chốt em Dung Trần rồi nha. À, bây giờ em lên tiếp bộ này nè, đẹp quá. 5, 6, 7. Rồi bây giờ em lên cái mã này cho mấy chị Doraemon 4, 5, 6, nha. 4, 5, 6, 7. 55 ngàn. 4, 5, 6, 7. 55 ngàn. Chị nào lấy chốt em Doraemon nè. 9, 13, 65 ngàn mấy chị. 4, 5, 6, 7. 55 ngàn. 9 và 13 size đại á, bộ size 9, bộ size 13 65 ngàn. Rồi size 9 với size 13 65 ngàn. Ai lấy chốt cho em mã cam đi. Mã cam Doraemon 4, 5, 6, 7 luôn hả? 4, 5, 6, 7 có 55 ngàn thôi. Một bộ size 9 với một bộ size 13 65 ngàn. Rồi chị nào lấy chốt cho em mã cam nha. Trời ơi, bộ Doraemon này đẹp quá mấy chị ơi. 3D hoạt hình nè, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi 9 với 13 65 ngàn. Đẹp lắm luôn. Ôi đẹp. Chế nào lấy chốt em mã cam nha mấy chị ơi. Mã cam kèm size. Mã cam. Bộ này ngầu quá à, trời luôn.
cưng quá, cái hàng 3D này nó đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi ai lấy bộ này chốt cho em mã cam nha. Bộ này có size 9 là Dung có lấy không Dung Trần? Mã này có size 9 nè. Nào qua mẫu chế rồi. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè, đẹp quá. 39 ngàn nha mấy chị. Em đọc sai nha. 3 với 4 39 ngàn. Rồi bộ nai. Bộ nai vàng, hàng cô tông nha. Rồi 3, 4, 39 ngàn. Chị nào lấy chốt cho em mã nai nha. Mã nai 39 ngàn. Rồi 9, 10, 14 mấy chị ơi. 9, 10, 14, 53 ngàn. 9, 10, 14, 53 ngàn cho em luôn. Size 9, size 10, size 14, 53 ngàn. Rồi đẹp lắm mấy chị ơi. Nhanh tay lên chốt cho em chị mã vàng đi. Bộ nai vàng nè. Ai lấy chốt cho em mã vàng kèm size đi. Size 9, size 10, size 14. Rồi Thảo Phạm có size 10 nè Thảo Phạm. Nãy Thảo Phạm chốt size 10, có size 10 của Thảo Phạm nè. Có 9, có 10 luôn á. Trời ơi, cưng quá. Rồi 53 ngàn nha mấy chị ơi. 9, 10, 14, 53. 3 với 4, 39 ngàn. Có size 4 của chị gì nè. 3, 4, 39 ngàn. Rất là đẹp luôn nè. Dung Trần với Nguyễn Trân là hai người. 3 với 4, 39 ngàn. Rồi qua mẫu chứ. Rồi em qua nha mấy chị. 50. Rồi lên cho mấy chị bộ thứ hai đẹp quá. 50 ngàn nha mấy chị, 50 ngàn. Ai lấy chốt em mã đỏ nha. 50 ngàn. Đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. 50 ngàn mã đỏ. Bây giờ em đọc size cho mấy chị nha. Bây giờ còn 5, 6. Size 5 với size 6, 50. Đẹp quá mã đỏ. Rồi size đại mấy chị ơi, size đại em còn 9, 11, 12, 13, 14, 60 ngàn luôn. Rồi chế nào lấy size đại lên chốt cho em nha. Bộ này siêu rẻ luôn á, chốt cho chị siêu rẻ luôn. 9, 11, 13, 14, 60. 9, 11, 12, 13, 14 mấy chị. 9, 11, 12, 13, 14, 60 ngàn luôn. Trời ơi, có 60 ngàn à cả nhà ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi chế nào lấy chốt lẻ cho em luôn nha. Nhí 50, đại 60. Ai lấy chốt em mã đỏ kèm size với chị. Bộ thể thao đẹp lắm luôn nha. Bộ thể thao nè, xuất sắc luôn á. Rồi chế nào lấy chốt mã đỏ, mã đỏ. Bộ thể thao này siêu đẹp luôn mấy chị ơi. 50, 60 cho em luôn nha mấy chị. 50, 60 mã đỏ. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ này đẹp quá. Rồi xe hơi, xe hơi nhí 55 đại 667. Nhí 55 đại 67 ngàn. Ờ bộ đẹp quá. Đúng chưa? 4, 5, 6, 7, 8, 55 ngàn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67 ngàn. Rồi ai lấy chốt cho em mã xe hơi đi. Size 4, 4, 5, 6, 7, 8 á, 55 ngàn thôi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67 ngàn. Trời ơi bộ này đẹp lắm mấy bộ chị. Bộ này xuất sắc. Mấy cái hàng này thun lạnh 3D nó đẹp lắm luôn á mấy chị ơi nha. Ai lấy thì nhanh tay chốt cho em nhí có 55 mà. Đại 67 ngàn, 10kg tới 40kg. Cái mã này 10kg tới 40kg luôn mấy chị. Đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy chốt cho em mã xe hơi nha. Mã xe hơi, trời ơi, đẹp quá mấy chị. Xuất sắc luôn. 4, 5, 6, 7, 8, 55 ngàn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67 ngàn. Mã xe. Chế nào lấy mã này chốt cho em mã xe nha. Ủa bộ này đẹp quá mấy chế ơi. Xuất sắc quá. Ít người vô. Đẹp quá mấy chị ơi. Xe kèm size cho em nha mấy chị. Xe kèm size. Cưng quá à. Rồi 55 nhí 67 đại. Mã này có từ 10kg tới 40kg mấy chị. 10kg tới 40kg nha. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Rồi bây giờ em lên tiếp thể thao nè. Ủa đẹp. 49. Rồi xe cho mấy chị mã này 49 ngàn nha. 49 ngàn. Ai lấy chốt cho em mã vàng. Ai lấy bộ này chốt cho em mã vàng nha. Mã vàng. Đẹp quá mấy chế ơi. Xe 12 cho Hòa Phú đi. Xe 12 cho Hòa Phú. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Mấy chị nào khách cũ nhớ chia sẻ cho em nha cả nhà. Rồi xe cho Hòa Phú nè. 67 ngàn. Rồi bây giờ em lên cái mã này cho mấy chị nè. Trời ơi đẹp quá mấy chị. Xuất sắc luôn.
chia sẻ cho em like cái live stream này vào năm hội nhóm với một lần về trang cá nhân nữa nha Hòa Phú, một lần về trang cá nhân nữa nha Hòa Phú, đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy chốt cho em mã vàng đi mấy chị. 49.000 size nhỏ, 49.000, 4 5 6 7 8, 49.000. Rồi size đại em còn một bộ size 10 nha, size 10, size 10 em sale 59.000, 4959. Ai lấy chốt cho em mã vàng đi. Ủa, bộ thể thao mã vàng Puma nè, em còn size 4 5 6 7 8 nha mấy chị, sale 49.000 thôi. Còn size đại á, còn bộ size 10 à, size 10 sale cho mấy chị 59.000 luôn nha, size 10 59.000 luôn mấy chị, 4 5 6 7 8, 49.000. Mấy chị nào có lấy size cồ không? Size cồ á, size cồ là size 10, là 16, 17, 18, 19, 20 á, tới 60kg luôn á, size 80 ha, tới 6, cái hàng mà từ 40kg cho tới 60kg á, size cho mấy chị 80. Rồi, chế nào lấy nhanh tay lên nha, mã này em có tới 60kg luôn á mấy chị nha, ai có lấy size cồ lên comment cho em, chị nào lấy size cồ comment lên cho em luôn. Bộ này có tới 60kg luôn, cái mã vàng nè, cái mã vàng Vuma có 60kg luôn nha mấy chị. Rồi bây giờ em qua mẫu nha mấy chị. Rồi lên tiếp cái bộ cô tông nè, đẹp lắm luôn, cái bộ đá xanh đen. Đá xanh đen nha, chế nào lấy đô chốt cho em nha. Bây giờ em còn, em đọc size cho mấy chị nè, 3, 5, 6, em sale 50.000. Size 3, size 5, size 6, 50.000 luôn. Trời, bộ đá đẹp quá, đá xanh đen. Rồi, size đại em còn 9, 10, 11, 13 mấy chị ơi. 9, 10, 11, 13, sale cho mấy chị 60. Ờ, nhanh tay lên nha mấy chị ơi. Bộ này còn 13 nè, ti lấy không? Đẹp lắm luôn. 9, 10, 11, 13, 60.000 luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Ai lấy chốt cho em mã đá xanh nha mấy chị ơi. Đá xanh nha. Bộ đá xanh này đẹp. Puma vàng có size cồ không cô? Có ti ti có. Puma vàng có size cồ. Con lấy size nhiêu ký? Size 20 phải không? Đẹp lắm luôn á. Ti ti có 55kg à. Thì ai biết thì thấy thì bình thường lấy size 20 đó. Đẹp lắm luôn. Rồi nhanh tay lên chốt cho em nha mấy chị. Ti ti lấy ra có size cồ. Lấy cho bé nhiêu ký comment lên cho cô đi. Cô chốt luôn. Rồi bây giờ cái đá xanh này ai lấy nè, 50.000, 50.000 nha, nhí, nhí 50.000, 3, 5, 6, 50.000, 9, 10, 11, 13, 9, 10, 11, 13, 60, rồi chế nào lấy chốt cho em cái đá xanh đen này đẹp quá mấy chị ơi, có 50.000, bao nhiêu một bộ cô, cycle sale 80 con, đẹp lắm luôn nha mấy chị, ai lấy chốt lại cho em luôn, đá xanh, 80 rồi con ơi, sale cho con có 80.000 à. Rồi chế nào lấy chốt cho em nha. Ai lấy chốt cho em cái đá xanh này đi, 50, 50, 60. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi bây giờ lên tiếp cái bộ này cho mấy chị nè. Ôi cưng quá. Rồi bây giờ em lên tiếp cái mã này cho mấy chị nha. Ai lấy chốt em khủng long nha, xuất sắc lắm mấy chị ơi, sale 41.000 luôn, khủng long 41.000. Bây giờ em đọc size cho mấy chị nha, 4 5 6 7 9 4 5 6 7 9, 41.000. Ai lấy chốt em khủng long, trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi, 4 5 6 7 9, 41.000. Ai lấy chốt em mã khủng long kèm size nha. Rồi, chế nào lấy nhanh tay lên chốt em mặc bộ bô rip xúc nè mấy chị. Bô rip này nó đẹp lắm mấy chế ơi nha, cái hàng bô rip nó mát lắm luôn á. Rồi, 4, 5, 6, 7, 9 nha, mã này có size 9 nha mấy chị. Em sale 41.000, chế nào lấy chốt cho em đi. Trời đẹp quá. Rồi, chế nào lấy chốt em khủng long. Khủng long kèm size nha, khủng long kèm size. 4, 5, 6, 7, 9, 41.000. Trời ơi, bộ này đẹp lắm luôn. Hiền Phúc khủng long 7. Rồi ok cưng, Hiền Phúc khủng long 7, 41.000. Rồi chế nào lấy nữa, nhanh tay chốt lẹ cho em luôn nha mấy chị ơi. 4 5 6 9, khủng long còn 4 5 6 9 nha, có 41.000 nha mấy chị, có 41.000 cho em. Rồi qua mẫu, đẹp quá trời luôn.
Rồi Hiền Phúc có chia sẻ rồi. Rồi bây giờ em lên tiếp cái bộ này cho mấy chị nè. Trời ơi cưng quá mấy chị ơi. Chị bộ đẹp. Trời ơi đẹp chưa. Rồi bây giờ em lên tiếp khung lạnh 3D nha mấy chị ơi. Sale cho mấy chị 55 size nhí 4 5 6 7 8 55 ngàn. 4 5 6 7 8 55 ngàn. Ai lấy chốt cho em đi mã xanh nha. Ai lấy bộ này chốt cho em mã xanh màu sức game này mấy chị đẹp lắm luôn. 9 10 11 12 13 14 67 ngàn. Lấy cái bộ mua ma vàng 55kg cho Ti Ti. Rồi 55kg cho Ti Ti size 19 nha. Bu ma vàng ok. Đẹp lắm luôn. Rồi chốt cho Ti Ti rồi nha Ti Ti. Đẹp lắm. Xe cho Ti Ti 80. Rồi bây giờ ai lấy mã này chốt cho em mã xanh nha mấy chị ơi, đẹp xuất sắc luôn. Nhí 55 đại 67 ngàn. Mã này tới 40kg luôn. Ôi đẹp lắm luôn nè. Bộ này ngầu quá. Rồi chị nào lấy chốt cho em nha. Mã xanh 4 5 6 7 8 55 ngàn à mấy chị. Cưng quá. 9 10 11 12 13 14 67 ngàn cả nhà ơi. Bộ đẹp lắm chứ. Trời ơi bộ này đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Bộ này có 12 nào mà Phú lấy không? Cưng ơi là cưng luôn á. Bộ này đẹp quá. Hà Phú còn coi like không? Đẹp xuất sắc luôn. Này hai mặt luôn nha mấy chị. In hai mặt luôn đẹp lắm. Cái bộ 3D này là ngầu quá trời luôn. Rồi mã xanh kèm size cho em luôn nha mấy chị. Mã xanh nha. Ai lấy bộ này chốt em mã xanh kèm size. Mã này có từ 10kg tới 40kg nha. Nhí em sale 55 ngàn à. Size đại sale 67 ngàn. Rất rất là đẹp luôn mấy chế ơi. Rồi chế nào lấy chốt cho em nha. Mã xanh đi kèm size. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Bộ xanh phía sau bao nhiêu cô ơi? Quỳnh Như. Bộ xanh phía sau. Bộ xanh phía sau là 145. 155 chốt trên line giảm 10 ngàn. Còn 145 nha mấy chị. Còn size lớn á, nói chung là từ 14kg cho tới 25kg 155. Còn 145 từ 25kg tới 35kg 165. Còn 155 con. Trời ơi đẹp lắm đây. Rất là đẹp luôn. Bộ này là siêu đỉnh luôn á Quỳnh Như ơi nha. Cái bộ này là siêu đỉnh luôn. Chỉ có 4 màu nha. Hàng cô tông cao cấp đẹp xuất sắc luôn. Rồi chế nào lấy cứ comment lên cho em nha. Ai lấy cứ comment màu rồi số ký mấy lên cho này, em. Mấy chị mua cho bé bận cả năm luôn chưa hư luôn. Ừ. Mấy hàng này xịn sò lắm. Bộ này là mấy chị khỏi cái chơi cái mặt, chỗ nào. Mặc đi học đi chơi rất là đẹp nha. Rất là sang luôn mấy chế. Nhìn sạch sẽ đẹp. Xịn sò luôn mấy chế yêu ơi. Rồi lấy chốt màu kèm số ký luôn. Lấy trên like giảm 10 ngàn mấy chị. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Rồi cái bộ 3D thể thao. Khung lạnh thể thao sát nách nha. Rồi mã vàng. Ai lấy chốt em mã cam. Mã cam nha mấy chị. 50, 60. Nhí 50 ngàn em đọc size cho mấy chị nha. Bây giờ 6 với 7 size nhí. Còn size 6 với size 7 em sale cho mấy chị 50 ngàn. Đẹp lắm luôn nha. Size đại là em còn 10. Size 10, size 12, size 13, size 14, 60. Rồi bộ đẹp quá trời. Ôi, cưng quá cam luôn. À. Size cổ, chị ơi, bộ này em có size cổ nữa nè. Có size 16, 17, 19 nha. 16, 17, 19 size cổ là em sale cho mấy chị 80. Bộ này có size 19 của chị Ti Ti nè. Đẹp lắm luôn. Ti Ti, bộ này có 55kg của Ti Ti nè. Ti Ti có lấy không? Có 80 ngàn. 80 luôn. Đẹp lắm luôn mấy chế ơi. Rất là đẹp luôn nha, cả nhà mình ơi. Nhí là em còn 6 với 7 nha. Nhí là 6 với 7. Bộ này có size 7 của Hiền Phúc nè. Có lấy không? Có 50 ngàn thôi nha mấy chị. Có 50 ngàn thôi. Ai lấy size đại comment lên cho em. Đại còn 9, 10, 11, 12, 13, 14 ha. 60 ngàn luôn. Ôi cưng quá mấy chị ơi. Mã cam nha. Chị nào lấy bộ này chốt cho em mã cam. Đẹp lắm luôn đây. Xuất sắc luôn. Mã cam kèm size. Bộ đẹp. Bộ này là khỏi chê luôn á mấy. Bộ này đẹp lắm luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Mã cam kèm size cho em luôn. Nhí có 50 à. Nhí em sale có 50 thôi. 6 với 7 50. Rồi qua mẫu mấy chế.
Rồi em lên cái bộ này cho mấy chị nè. Bộ đẹp lắm, bộ nào cũng đẹp luôn. Size 7 là từ 19kg tới 22kg nha. 19kg tới 22kg nha Hiền Phúc ơi. Lấy chốt đi cưng, bộ đó có size 7 của em á. Có 50.000 à. Bộ này đẹp quá nó chết. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi sale 41.000 nha. Chế nào lấy chốt cho em mã hình đi mấy chị. Bộ xanh hình nè đẹp quá. Xanh sư tử nè mấy chị. Cưng quá trời cưng luôn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41.000. Rồi mẫu này từ 10kg tới 27, 28kg luôn nha mấy chị. Rồi chế nào lấy chốt cho em đi mấy chị nha. Bộ sư tử kèm size đi. Sư tử kèm size đi. Trời đẹp quá mấy chị. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41.000. Rồi ai lấy cho anh nhanh tay chốt cho em mã sư tử nha. Lấy cam size 7 cho Hiền Phúc đi. Có luôn. Rồi xe cho Hiền Phúc 50.000. Đẹp lắm luôn. Rồi Hiền Phúc lên thông tin cho cô luôn đi Hiền Phúc ơi. Rồi 50.000 nha. Sư tử 8 cho Tuyết Anh Nguyễn rồi, luôn. Có Tuyết Anh Nguyễn luôn. 41.000 Tuyết Anh Nguyễn luôn. Rồi Tuyết Anh Nguyễn ơi. Ghi. Rồi. Được rồi. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Ai lấy chốt cho em mã sư tử nha mấy chị ơi. Sư tử kèm size cho em luôn. Rồi sư tử em còn 4, 5, 6, 7, 9 nha mấy chị. Bây giờ em còn 4, 5, 6, 7, 9. Hiền Phúc có lấy số 7 và mẫu này không? Hiền Phúc ơi lấy size 8 nha cô. Không bây giờ Hiền Phúc ơi bây giờ có size 9 nè con lấy không? Có size 9 nè lấy không? Lấy gì sư tử hả? Ừ. Sư tử hết 8 rồi chế ơi. Lấy 9 nha, lấy 9 không? Bây giờ còn 7 với 9 nè, 4, 5, 6, 7, 9 nè lấy thì chốt cho em 41.000 thôi. Sư tử mua giùm size 8 hả mà hết 8 rồi. Rồi qua đi. Qua mẫu đó chế ơi. Lấy 9 thì ok cô. Để lên mẫu nào cho Hiền Phúc chốt. Thôi mẫu đi. Rồi bây giờ lên bộ cá mập đẹp quá. Sale 41.000 luôn. Cá mập 41. Ai lấy bộ này chốt cho chị bộ cá mập nha. Đọc sai nè. Đẹp lắm luôn. Rồi lấy tí lựa bộ khác đúng rồi. 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7, 8, 9 luôn. Tiến bộ không? 4, 5, 6, 7, 9 nè, không có 8. Rồi nhanh tay lên chốt cho em mà mã cá mập nha. Hả? 4, 5, 6, 7 9 4, 5, 6, 7, 9. Rồi bộ cá này cũng 4, 6, 7, 9 hết 8. Rồi nhanh tay lên chốt cho em mã cá nha. Mã cá 41.000 luôn mấy chị ơi. 41.000 luôn, đẹp quá. Rồi ai lấy chốt cho em nha. Rất là đẹp luôn. Con khách cũ cho thông tin lại hả cô Hiền Phúc. Hiền Phúc khỏi cho hả? Hay cho lại cho lại. Ừ cho lại đi con nha. Cho lại cho cô ấy. Đẹp quá. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Ai lấy chốt cho em cá mập nha. Cá mập mấy chị ơi. Cá mập 41.000. Đó em đọc sai á. Chế nào có sai lên chốt cho em. Đẹp lắm luôn. 4579. 4579. Rất là đẹp. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi giờ lên cái bộ này cho mấy chị nè, đẹp quá. Rồi bây giờ lên cái bộ nai nha, nai xanh biển, nai xanh biển. Nai xanh biển sale 50.000. Ai lấy chốt cho chị xanh biển nha. 4, 5, 6, 7, 50. Size 12. 9, 10, 11. Size 12 thôi. Size 12, 60 luôn. Một bộ size 12, 60 nha mấy chị. Size đại còn có một bộ size 12 à. Chế nào lấy không? 4, 5, 6, 7, 50.000. 4, 5, 6, 7, 12, 60 luôn. Size cổ mấy chị ơi. Size cổ em còn 17, 19, 20 mấy chị. 17, 19, 20 sale cho mấy chị 80 luôn. Bộ này có size 19 của chị Ti nè. Ti lấy không chứ? Trời ơi, đẹp lắm luôn. Rồi, mã này có size cổ nha. Có tới 60kg luôn nha mấy chị. Mã này em có 60kg luôn á.
Rồi chế nào chốt cho em xanh biển nha. Chế nào lấy chốt cho em mã xanh biển. Size nhí còn 4, 5, 6, 7, 50, size 12, 60, size cồ 80. Rồi chế nào lấy chốt em xanh biển kèm size mấy chị. Xanh biển kèm size. Bộ này có size của TT nè, 55kg nè. TT có chốt không? 80.000. Rồi lên cái bộ này đẹp quá mấy chị. Rồi lên cái bộ này đẹp lắm luôn nè. Rồi khủng long xanh nha, 41.000 luôn, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41.000. Đẹp lắm luôn. Hiền Phúc bộ này có size của bé nè, lấy không? Size 8 nè. Rồi khủng long xanh 41.000. Có Tuyết Anh nó còn có một bộ rồi, hai chị nào lấy đi. Rất là đẹp luôn nha. Mã này có size 8 nè, Hiền Phúc có chốt luôn không Hiền Phúc? Tuyết Anh hả? Ừ. Đó nói. Với lại Tuyết Anh nữa đó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41.000 mã xanh. Rất là đẹp luôn. Rồi chốt cho Tuyết Anh nè. Rồi chế nào lấy chốt cho em mã xanh đi mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn, 41.000 cho em luôn nha mấy chị. 41.000 mã xanh. 4, 5, 6, 7, 9. Ba mẫu mấy chế ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị, bộ này đẹp lắm luôn nè mấy chế ơi. Rất là đẹp luôn. Rồi em sale cho mấy chị 41.000 luôn. 41.000 luôn mã nhện. Mã nhện nha cả nhà ơi, đẹp quá trời luôn, mã nhện nha. Đọc size cho mấy chị nè. Bây giờ là hiện giờ là em còn 3 4 8 3 4 8 41.000 luôn. Chị nào lấy chốt cho em mã nhện nè, mã nhện đỏ đẹp quá mấy chị ơi. Size 3, size 4, size 8 41.000. Rồi chế nào lấy chốt em mã nhện. Mã nhện kèm size mấy chị ơi, đẹp xuất sắc luôn. Bộ này cũng có 8 đúng không? Có một bộ size 8 á. Còn bộ size 8 là chị Tuyết Anh lấy hay là chị Hiền Phúc ơi? Đẹp quá trời đẹp luôn. Ôi nha đẹp. Hiền Phúc có mua giùm nè, có size 8 nè. Mã này còn bộ size 8 nè. Hai người, người nào lấy chốt luôn đi. 41.000 luôn cho mấy chị luôn. 41.000. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Rồi chế nào lấy chốt em mã nhện đỏ nha. 41.000. 3, 4, 8, 3, 4, 8. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chế. Rồi ai lấy chốt cho em mã nhện nha. 3, 4, 8, trời lâu, chốt lâu rồi. Mà ý là nãy ừ bộ sao ít xịt tầm 4, 5 bộ, 4 bộ. Người hả? Ừ sao kìa. Ủa nhớ người có 2 cái 2 bộ 4 hoặc 5 đó, có 1 2 1 người hả? 1 người. Ừ 2 người. Bên đây có người à. Ờ có người. Rồi bây giờ lên tiếp nè, đẹp quá trời luôn. Rồi Million nha mấy chế ơi, Million. Ai lấy mã này chốt cho em mã Million kèm size nha. Đẹp xuất sắc luôn, em sale 55.000 cho mấy chị nè. Đẹp lắm luôn. 55.000. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị. Nhanh tay lên chốt cho em mã Million nha. Million kèm size. Đẹp xuất sắc luôn. Bộ đẹp lắm luôn mấy chị. 13 nha. 4, 5, 6, 7, 8 55.000. 9, 10, 11 12, 14 67.000. Ôi bộ đẹp lắm mấy chế ơi. Rồi chế nào lấy nhanh tay chốt cho em nha mấy chị. Rất rất đẹp luôn, bộ siêu đỉnh luôn mấy chị nha. Bộ 3D đẹp quá trời đẹp luôn. Hung lạnh 3D cái bộ này đẹp lắm mấy chị. Chế nào lấy chốt cho em mã vàng đi. Mã vàng kèm size cả nhà ơi, mã vàng. Cưng quá trời cưng luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Này này bị ừ, đá xi bị gì vậy? Bị đá xi. Đẹp quá. Ra đi vô lại. Ừ, ra vô lại cái bôi bên đây. Đó được đó. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Từ mình biết thôi.
Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha, bộ đát đỏ mấy chị ơi, đát đỏ, đát đỏ. Ai lấy chốt cho em mã đát đỏ nha, 50.000. 50.000, bây giờ em còn 4 5 3 4 5 50 3 4 5 9 10 60. Rồi size 9 với size 10 60.000 luôn. Size 3, size 4, size 5 50.000. Chế nào có size lên chốt cho em nha. Ôi đẹp lắm luôn. Bộ size 9 với bộ size 10 em sale 60.000 luôn. Size 9 với size 10 60 luôn cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn. 9 10 60. Rồi chế nào lấy chốt em mã đát đỏ nè. Ôi bộ cô tông đẹp quá. Cái hàng cô tông này đẹp lắm mấy chị ơi. 3 4 5 9 10 3 4 5 size đại 9 với 10. Ai lấy nhanh tay chốt cho em đi mấy chị. 50 60 luôn à. Đẹp lắm. Bộ này là mấy chị không có chê được cái điểm nào luôn. Rồi đắt đỏ kèm size cho em luôn nha mấy chị. 3 4 5 9 10 50 60 cho em luôn. Đẹp quá à, cái gì? Vàng 67. À cái bộ vàng 6 size 6 với size 7. Ờ. Cho cái gì nè? Thơm Nhân Nguyễn. Rồi Nhân Nguyễn nha. Chốt cho chị vàng cái bộ 6 với 7. Bộ vàng mini non 6 với 7 ha. Hai bộ. 55.000. Rồi, đẹp quá chốt. Trời luôn. Size 6 với size 7 hai bộ, đẹp. Rồi đã vậy còn thúc lại tàu phiếu. Rồi, nhanh tay lên nha mấy chị ơi, ai lấy chốt em mã vàng đi em sale rẻ lắm có 55.000 mấy chị. Rồi qua mẫu nha mấy chị, qua mẫu, qua mẫu. Rồi lên tiếp cho mấy chị cái mẫu này nào đẹp lắm. Thoát ra vô lại con thoát bỏ hay luôn, bỏ luôn. Rồi qua mẫu mấy chế ơi. Ừ, cứ như vậy hoài, nó quay qua quay lại có nhiêu đó hoài. Rồi qua mẫu nó chết. Rồi em qua cái mẫu này đẹp lắm luôn là nha, cho Nhân Nguyễn chốt. Rồi Nhân Nguyễn chốt hai bộ nha, 55.000 cho chế luôn. Rất là đẹp luôn. Ôi cưng lắm mấy chế ơi, mấy chế nào lấy nhanh tay chốt cho em nha. Rồi cá mập. Rồi, bộ 3D này đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Rồi cá mập 4 5 6 7 8 sale 55.000. 9 10 11 12 13 14 sale 67.000. Đây, đẹp lắm luôn. Ai lấy chốt em cá mập kèm size nha mấy chị, bộ 3D nha, 3D hoạt hình đẹp. Bộ lắm cá luôn. Mập này cũng có size 6, size 7 của chị Nhân Nguyễn nè, thơm Nhân Nguyễn nè. Chốt luôn không? Lấy luôn không chế? Rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Mấy chị nhanh tay lên chốt cho em. 55.000 size nhí, 67.000 size đại, em có từ 10 kg tới 40 kg nha. Ôi đẹp lắm luôn, bộ 3D hoạt hình siêu đẹp luôn á. Mai Trinh nhận hàng rồi, đẹp lắm shop ơi. Rồi cảm ơn Mai Trinh nha. Nhanh tay lên chốt cho em đi mấy chị. Đẹp lắm luôn, Trinh có lấy thêm gì không Mai Trinh? Rồi chế nào lấy chốt cho em nào, bộ cá mập nha. Bộ cá mập dí 55 đại 67.000. Đẹp quá trời luôn. Mai Trinh có lấy thêm không? Mấy bộ 3D này rất là đẹp luôn, mới về đẹp xuất sắc luôn mấy chế. Chế nào đang coi like lên chốt nha. Rồi em qua mẫu nha. Chị Thơm có lấy không? Thơm Nhân Nguyệt có lấy thêm 67 không chế? Đẹp lắm luôn. Rồi qua mẫu mấy chế ơi. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Rồi bây giờ lên cái mẫu này cho mấy chị nè. Trời ơi đẹp quá mấy chế. Bình Kim siêu nhân đi chị. Rồi rồi. Rồi ok Bình Kim. Đẹp quá, bây giờ chị lên cái bộ này đẹp lắm luôn nè mấy chế yêu ơi. Rồi. Rồi ai lấy cái mã này chốt em mã xe hơi nha mấy chị. Xe hơi kèm size 55 size nhí. 4 5 6 7 8 55.000, 9 10 11 12 13 14 67.000. Trời ơi đẹp lắm luôn. Ai lấy chốt em mã xe hơi. Xe hơi kèm size cả nhà ơi. Bộ 3D thì siêu đẹp luôn á. Hàng này đẹp lắm chị ơi nha. Mấy bộ mẫu này mới về mẫu nào cũng đẹp chứ. Rồi xe hơi, ai lấy chốt em mã xe hơi kèm size 55 size nhí, 67 size đại nha mấy chị. Có 10kg tới 40kg. Rồi chế nào lấy chốt cho em mã xe hơi. Ở bộ này nè, cưng quá mấy chị.
Xe hơi kèm size 55 nhí 67 đại. Đẹp quá mấy chị, lên đông đông nha. Hôm nay đồ về rất là nhiều mẫu luôn á. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi ai lấy nơi qua mẫu nha mấy chị. Mấy chị cứ chia sẻ cho em đi nha mấy chị. Chia sẻ cho em đi là mấy chị sẽ chốt hàng giá sỉ, dưới giá sỉ luôn. Rồi bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chị nè. Siêu nhân cho Quỳnh Kim nè. Rồi siêu nhân 55. Đây siêu nhân cấp tình nha, 55.000. Đẹp lắm luôn. 4, 5, 6, 7, 8 luôn hả? Rất là đẹp luôn mấy chị. 55.000, chế nào lấy chốt lẹ cho em luôn nha. Vàng thêm một bộ size 6 nữa nhé. Ai? Thơm Nhân Nguyễn nè. Thêm một bộ vàng size 6. Hết rồi. Hết rồi em ơi. Hết rồi. Hết rồi chị ơi. Bộ vàng hết size 6 rồi. Hồi nãy chốt 2 bộ rồi, 6, 7 rồi. 6, 7 rồi, còn 8 giờ lấy 8 hôm. Hết 7, hết 6 rồi chế ơi. Chị Thơm ơi, Thơm Nhân Nguyễn ơi, bây giờ em hết 6 rồi, bây giờ chị lấy 8 không? Bây giờ em còn size 5, size 8 mà. Rồi bây giờ em lên tiếp cái bộ cấp tình này nha mấy chị. Đẹp lắm luôn. Ai lấy nhanh tay chốt cho em siêu nhân cấp tình là sale 55.000. 55.000 mấy chị ơi. 4, 5, 6, 7, 8 đủ không? Rồi 4, 5, 6, 7, 8 nè, chị đã lấy không? 9, 10, 11, 12, 13, 14 luôn. 65.000 thôi. Rất là đẹp luôn. Nhanh tay lên chốt nha. 55, 65 cho em luôn. Có 7 không? Không, hết rồi. Hết luôn rồi, Thâm Nhân Nguyễn ơi. Nha, hết 7 luôn rồi. Còn 8 mà chế ơi. Rất là đẹp luôn. Rồi, chế nào lấy chốt cho em mã xanh nha. Siêu nhân mà có tay rồi, đợi xíu đi cưng. Rồi. Rồi, ai lấy chốt lại cho em luôn nha. Mã xanh 55, rồi. 65, nhí 55. Rồi, qua mẫu nha cả nhà ơi. Đẹp quá trời đẹp luôn. Nói đẹp quá. Rồi bây giờ em lên thêm một bộ này nữa cho mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ ai lấy chốt cho em mã nhện nè. Cái bộ nhện đẹp quá. Đẹp quá mấy chị ơi, cưng quá. Rồi 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8 sale 55.000 luôn. 9, 10, 11, 12, 13, 14 mấy chị ơi, 67.000. Rồi 55 size nhí, 67 size đại mấy chị. Từ size 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67.000. Nhí 4, 5, 6, 7, 8, 55.000 mã nhện cho em luôn. Đây. Rồi siêu nhân nhện nè, chị Thơm có lấy thêm không chế? Trời ơi, cưng lắm. Có 6, 7 luôn nè, có 6, 7, có 2 bé luôn. Rất là đẹp luôn nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Ừ, Tiết Thu siêu gì à? Bộ sát nách phía sau bao nhiêu cô? Bộ... À, chị Tiết Thu ơi, bộ sát nách phía sau là 145.000 với 155.000 nha. Đẹp lắm luôn, size nhỏ 145, size đại 155 nha. Tiết Thu lấy chốt cho chị nha. Bộ đó có tới 40kg luôn á. Không. Bao nhiêu? 35kg lớn nhất nha, 35 giờ chỉ còn 35kg lớn nhất. Từ 14kg cho tới 25kg bộ phía sau á, em đang treo á, lấy ra coi. Đây. Rồi nè mấy chị, từ 14kg tới 25kg 155.000, lấy trên like em giảm 10.000 còn 145. Từ 25kg cho tới 35kg 165, lấy trên like giảm 10.000 còn 155 nha. Bộ này hàng cao cấp lắm. Bộ này là xịn xò luôn nha. Đẹp lắm luôn. Lấy chốt cho chị. Bộ này là không có chơi được cái điểm nào luôn. Hàng cô tông loại 1 nha, chứ không phải mỏng mỏng nữa mới chết. Chất dày dặn nha. Đi chơi đi học ok luôn. Bộ này là xịn xò luôn nha mấy chị ơi, siêu xịn luôn á. 150, 45, 155. Đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên cái bộ này, ai lấy chốt cho em mã nhện nha mấy chị ơi. Bộ này đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy chị, qua mẫu đi mấy chế. Bộ đó đẹp lắm á, Thu ơi lấy cho bé đi. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Nhện. Nhện 162 là gì? Thơm nha, Thơm Nhân Nguyễn. Để coi nó hiểu rồi nó một bộ. Ủa hay quá, đọc một bộ hay quá. 162 2 bộ 7 à, rất là đẹp luôn mấy chị 6, ơi. 2 bộ 7 không có chị ơi, có một bộ 6 với một bộ 7 à, hết rồi. Hết hàng rồi cưng ơi nha, đẹp lắm luôn. Bây giờ em còn mỗi thứ có 1 bộ rồi chị ơi, một bộ 6, một bộ 7 à, chứ không còn 2 bộ 7 đâu. Rất là đẹp luôn, nhanh tay mấy chị, ai thích nhanh tay chốt liền đi nha cả nhà ơi nha. Rất là đẹp luôn. Bây giờ em lên cái mã robot.
chị lấy 678 đi thì 678 đi, chị lấy 678 thì có nha. Robot kèm size cho em luôn. Nhanh tay lên cho mấy chị ơi. 4 5 6 7 8 55.000, sale 55.000. 9 10 11 12 13 14 sale 67.000. Rồi để em lựa cái bộ nào mà có 1 6 2 bộ 6 1 bộ 7 cho chị cho. Rất là đẹp luôn, hàng xịn sò bộ nào có tay không? Shop Mai Trinh. Hàng xịn sò bộ nào còn có tay không? Mấy ký? À Mai Trinh ơi, em lấy cho bán nhiêu ký đi chị coi đó, coi. Hàng xịn sò em đang treo đó, có tay luôn. Đó, đó, đây đây có tay ở trên. Cô ơi, xịn lắm luôn, hàng Quảng Châu nha. Cái đó là hàng Quảng Châu. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Size 8 là của bên em là từ 23 kg tới 25 kg nha Thơm Nhân Nguyễn ơi. Size 8 là tầm 23 kg đến 25 kg. Mấy chị nào không biết size cứ comment số ký lên đi, em tư vấn size cho mấy chị chốt cho nó dễ nha. Đây để em lên mẫu này có hai bộ 2 bộ 7 cho để lấy cho. Đẹp đây. Quá luôn á. Để em lên bộ này cho chị Thơm Nguyễn nè, có hai, có một bộ 6, hai bộ 7 nè cho chị lấy luôn, hoặc là chị lấy hai bộ 6, một bộ 7 có luôn. Thôi lấy bộ 8 bự lắm. Đừng kêu lấy 8 nữa. Đẹp lắm luôn. 4 5 6. Nè, cái này có hai bộ 7 đúng không? Bộ này có hai bộ 6, một bộ 7 nè. Hai bộ 6. Này là có hai bộ size 6 nè, một bộ size 7 nè. Chị Thơm Nguyễn lấy mẫu này đi, để em lên cái bộ nào, mẫu nào có hai bộ 6, một bộ 7 cho chị coi nha. Đẹp quá trời luôn. Bộ này 55.000 đồng, Thơm Nguyễn lấy không chế? Rồi lấy chốt nha, mã này có hai bộ size 6, một bộ size 7. Nếu mà Thơm Nhân Nguyễn lấy chốt mã xanh cắt tình. Rồi bộ này xịn sò lắm luôn mấy chế ơi. Hàng xịn sò lắm. Giá sale cho mấy chị nha, giá này em sale 55.000 bán lấy tương tác cho mấy chị chứ không có bộ này không có 55.000 đâu. Bộ này em đang bán là 75.000 bộ mấy chị. Rồi lấy chốt cho em bộ siêu anh hùng nha chị Thơm Nguyễn nha, Thơm Nhân Nguyễn. Thơm Nhân Nguyễn ơi, đó chị đang lên cái mẫu cho em đó. Mẫu đó là có hai bộ size 6, một bộ size 7 nha. Chị lấy mỗi loại 6, 7, 8. Lấy 678 luôn. Ờ lấy 678 ha, ba bộ ha, 678. Rồi, chị lấy cho chị cái bộ Pokemon thì nãy là 6 bộ vàng hả? Bộ vàng 678 có không ta? Hồi nãy chốt cái mã vàng đúng không? Rồi. 678. Rồi mã vàng 678 với mã nhện 678, 6 bộ. Ok. Rồi vậy chốt cho em mã vàng nè, mã vàng 678 với mã nhện 678 luôn. Là 6 bộ. Là của Thơm Nhân Nguyễn 6 bộ ha. Ok. Rồi ok em nè. Đẹp lắm luôn, em treo có 55.000 à mấy chị ơi nha. Em ngồi đây bán lấy tương tác thôi á, giá có 55.000 bộ à mấy chị. Đẹp lắm luôn. Rồi chốt cho Thơm Nhân Nguyễn rồi à. Nha cưng. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. Thơm Nhân Nguyễn lên thông tin cho chị nha. Khách mới lên thông tin nha cưng. Khách mới lên thông tin. Rồi Mai Trinh ơi, em lấy cái bộ có tay á, em lấy cho bé nhiêu ký chị lên cho em luôn nha Mai Trinh. Trời ơi, bộ rất là xịn sò lắm đây. Luôn á. Hàng Quảng Châu á, đẹp lắm luôn. Đây. Rồi bộ nay 105.000 luôn. Trời ơi cưng lắm luôn. Rồi nay là sale cho em nha. Nhiêu sale? 105.000. Sale 105.000 cho em luôn nha. Nay chỉ có hai màu, đẹp lắm luôn Mai Trinh ơi. Rồi bộ chú khỉ này cũng 105.000 luôn. Rồi bộ chú khỉ cũng vậy luôn, cũng hai màu luôn nha. 105.000 cho em luôn. Hàng này là hàng xịn sò nha mấy chế. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi lấy chốt cho chị Mai Trinh. Cái mẫu này đi đẹp. Hàng đó đẹp lắm, hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu đẹp lắm luôn á. Rồi Thơm Nhân Nguyễn lên thông tin cho chị nha. Khách mới lên thông tin cho chị đi. Rồi giờ em lên cái bộ này cho mấy chị nè. Đẹp quá. Rồi bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chế nha. Trời ơi đẹp lắm luôn cả nhà ơi.
Rồi ai lấy mã này chốt cho em mã cam nha mấy chị, mã cam nha. Rồi đẹp lắm luôn, bộ 3D xuất ra đẹp quá trời luôn. Rồi mã cam kèm size cho em luôn, xe cho mấy chị 55.000 luôn nha, 55.000. Ai lấy chốt cho em mã cam kèm size. Đây đẹp xuất sắc luôn. Rồi mã cam em còn 4678 mấy chị ơi, 4678 xe 55.000. 4678 55.000. Trời đẹp lắm luôn nè, Thơm Nguyễn có lấy luôn không? 678 mã này có nè cưng. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, có 55.000 nha mấy rồi, chị. Rồi 9 10 11 12 13 14 nha mấy chị, 67.000. 9 10 11 12 13 14 67.000. Chế nào lấy chốt cho em mã cam đi mấy chị. Size đại á 40 kg luôn á, 40 kg luôn mà size lớn em sale 67.000 à, size nhỏ em sale có 55.000 luôn á. Ôi cưng quá cả nhà ơi. Hôm Nhân Nguyễn ơi, 678 mã này có luôn này cưng, 678. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, xuất sắc lắm luôn. Rất rất đẹp luôn. Nha mấy chị có size lên chốt nha, em sale có 55.000 à mấy chị ơi. Nha mấy chị cứ chia sẻ cái livestream này vào năm hội nhóm với một lần về trang cá nhân nha, là mấy chị chốt hàng giá sỉ ha mấy chị nha. Giá sỉ, có những mẫu em sale dưới giá sỉ luôn á cả nhà mình. Em ngồi đây bán lấy lại tương tác thôi. Nên mấy chế á, vô chia sẻ cho em đầy đủ điều kiện là chốt hàng nha cả nhà. Đẹp lắm luôn. Hôm Nhân Nguyễn ơi, em còn coi like không vậy? 678 nè, cái mã này có nè. Trời ơi, đẹp quá. Rồi em qua mẫu mới chứ. Rồi Tuyết Anh Nguyễn cam 8 luôn. Tuyết còn. Anh Nguyễn. Ủa còn 8 nè, không thấy 8. Còn, con đọc chứ ai. Không còn. Hết rồi, không hết rồi, hết 8 rồi. Ê, còn nè. Đi đi. Rồi cho Tuyết Anh Nguyễn có nha, 55.000. Rồi chốt Tuyết Anh Nguyễn xe 8 luôn nha chứ. Rồi qua mẫu mấy chế ơi. Nha mấy chị ơi chia sẻ cho em nha, đủ ra đầy đủ điều kiện là chốt hàng thoải mái luôn mấy chị ơi nha mấy chị. Mấy chị có tương tác với em mới có giá này nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị cái mã khủng long nha, em sale cho mấy chế 55.000 luôn. Trời ơi đẹp lắm mấy chị, bộ này khỏi chê luôn. Xịn sò lắm mấy chị ơi. Nha. Bây giờ em đọc size cho mấy chị nè. Đủ đó đó. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Bây giờ em đọc size nè. 4 4 5 7 8 4 5 7 8 55.000. Mã khủng long cho em luôn. 4 5 7 8. Trời bộ đẹp quá mấy chị ơi. 4 5 7 8 55.000. 9 10 11 12 13 14 67.000 luôn. Rồi nhanh tay lên mấy chị, nhí 55 đại 67.000 nha. Nhí có 55 đại 67, Hiền Phúc 8 cho Hiền Phúc nào. Ok Hiền Phúc. Rồi Hiền Phúc có luôn rồi chế ơi. Đẹp lắm luôn. Tiết Anh Nguyễn ơi hết rồi chế ơi. Rồi chốt cho Hiền Phúc rồi nha. Bây giờ còn 7 hoặc 9 là Tiết Anh Nguyễn ơi hết. Bây 8 giờ rồi. Em đọc là 457 457 55.000. Chị nào lấy chốt cho em mã khủng long. Trời bộ này mấy chị không có chê được cái điểm nào đâu, nói thiệt luôn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67.000. Ai lấy size đại comment lên cho em đi mấy chị. Mỗi đẹp quá à. Bộ này đẹp lắm. Ủa cái hàng này mấy chị không có chê được điểm nào đâu. Cái 3D này nó đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Rồi ai lấy size đại comment lên cho em nha. Size 6 là tầm 16 tới 18kg á Thơm Nhân Nguyễn nha. Size 6 là tầm 16 tới 18kg. À, chị Thơm Nhân Nguyễn á, chị không biết size á, thì chị comment số ký đi. Em nói số size, em nói size cho. Để chị biết sai chị lấy cho, chứ chị không, chị lấy mà chị không biết sai thì sao lấy bự không vừa á. Rồi đẹp lắm không luôn biết, nha. Không biết sai mà lấy đại là bự không vừa đâu mấy chế. Rất là đẹp luôn, mấy chị cứ nói số ký, số tuổi đi, em tư vấn sai cho mấy chị dễ chốt lắm nha. Tư vấn sai cho mấy chị dễ chốt lắm à, rồi ok. Lấy sao 78 ok không? Ok. Đẹp lắm luôn á. Rồi em qua mẫu nha mấy chị, em qua mẫu nha. Mấy chị cứ tư nói số ký với số tuổi em tư vấn sai là mấy chị dễ chốt đơn. Rồi 50.000 cho nó chế luôn, mẫu này đẹp quá nó chế. Rồi bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Đây. Rồi đẹp lắm chưa? Bây giờ ai lấy chốt cho em bộ người sắt nha, người sắt nè. 50. Em sale 50.000 cho mấy chị luôn, 3D nha. 3D siêu nhân 50.000, thun lậm 3D siêu nhân. Đẹp lắm luôn, người sắt. Ai lấy chốt cho em nè, bây giờ em đọc sai nè, 4567. 4567 50.000 luôn, bộ siêu nhân người sắt nha mấy chị.
lên bộ cá mập chưa chị Tố Quyên. Rồi theo dõi. Rồi theo dõi đi Tố Quyên để chị lên cho Tố Quyên chốt nha. Rồi 4567 mấy chị ơi, cái bộ đỏ người sắc này còn 4567 sale 50.000, size đại 9 10 11 12 14 tới 40 kg luôn á, sale cho mấy chị 65.000. Rồi nhanh tay lên nè, đẹp lắm luôn, 50 65. 50 nhí, 65 đại, chế nào lấy chốt cho em nha. 4, 5, 6, 7, có 50.000 à mấy chị ơi. 9, 10, 11, 12, 14, 65.000 luôn. Rồi, chế nào lấy chốt lại cho em nha. 9, 10, 11, 12, 14, 40kg luôn. 65.000. Nhí có 50 à mấy chị, nhanh tay chốt cho em nha. Nói chung là 50 với lại 65. 65 thôi. Rồi, em qua mẫu. Rồi, qua mẫu mấy chế ơi. Rồi, bây giờ em lên bộ cá mập nè cho Tố Quyên nè. Tố Quyên ơi, bộ đẹp lắm luôn. Quyên ơi, Quyên mới vô. Rồi, cưng quá luôn. Trời, bộ đẹp quá. Đẹp lắm luôn nha mấy chị. Ai lấy cá mập chốt em cá mập kèm size đi mấy chị. 8 rất là đẹp luôn. Ừ. Rất là đẹp. 4567 50 ý 55.000. 4567 55.000. 9 10 11 12 13 14 67.000. Cưng lắm luôn. Rồi cá mập nè Quyên ơi. Nhanh tay lên chốt cho em mã cá mập nha. Cái hàng 3D đẹp lắm mấy chị ơi. Cưng lắm 3D này là siêu đỉnh luôn á. Siêu đỉnh luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà lấy chốt cho em cá mập 4567 55.000 9 10 11 12 13 14 67.000. Tôi lấy không chế? Tôi lấy xe máy. Cưng quá trời cưng luôn. Rồi Tố Quyên lấy chốt size cho chị nha, cá mập kèm size nha mấy chị. Nhí thì tới size 7 à. 4567. Đại thì 9 10 11 12 13 14. 50. Rồi bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chị nha. Bộ đẹp. Rồi lên bộ Adidas nha. Rất là đẹp luôn. Hết 8 này cưng ơi. Rồi ai lấy chốt lại cho em nè. Đáp em xe cho mấy chị 50.000. Ai lấy chốt cho em mã xanh đáp nè. 4, 5, 6, 8, 50. Hết 8 rồi còn 9 nha. Lấy 7 hoặc 9 để chị hết 8 rồi. Bộ cái mặt rồi. Rất là đẹp luôn. 4, 5, 6, 8 50.000. 50.000, nhanh tay lên chốt cho em mã xanh. Xanh Adidas đẹp quá mấy chị ơi. Trời ơi, cưng quá mấy chị ơi nha, hàng thun lạnh thể thao. 4568 nha, bộ này là 80 nha. Em sale cho chị 50 thôi đó. 4568 50 9 10 11 12 65.000. Rồi, chị nào lấy size nhí lên chốt cho em nè. 4568 50 9 10 11 12 65.000. Rồi mã này có size 8 nè của Quyên nè, Quyên có thấy không? Mai Trinh cá mập 35kg, 30kg với 18kg cá mập á. 35, 30, 18. Ừ. Để coi. Đẹp lắm luôn nha mấy chị. Rất là đẹp okay, luôn. Okay. Rồi ok Mai Trinh nha, cá mập. Đẹp lắm luôn. 55, 65. Ý 67, 55, 67. Bộ 35. Bộ 30. Ghi gì rồi. Vậy? Ghi cái đó là cái gì? Ghi tiền á cho con dễ tin. 35 30 hả? Rồi. Cái gì 35 30? Thôi đâu có ghi sai chi, ghi giá tiền thôi. Rồi, ai lấy nữa mới chế. Rồi đẹp lắm luôn rồi của Mai Trinh ok nè. Có đủ nha chị Mai Trinh. Đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy mã này chốt cho em mã xanh nha. Mã xanh lá mấy chị ơi. Xanh lá Adidas. 4, 5, 6, 8, 50 ngàn. 4, 5, 6, 8 có 50 ngàn thôi. 9, 10, 11, 12, 65 ngàn. Trời ơi cưng quá mấy chị ơi. 9, 10, 11, 12, 65 ngàn nha. Mã xanh cho em. Mã xanh Adidas thì đẹp quá. Trời ơi bộ đẹp lắm mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Khang Quỳnh ơi, 20kg Khang Quỳnh lấy size 7 đi Khang Quỳnh nha. Size 7 nha Khoa Khang Quỳnh. Mẫu nào có size 7 chị lấy. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn. Chế nào lấy chốt cho em mã xanh. Mã xanh nha. Chị lên cái mã nào có size 7 Khang Quỳnh chốt. Đẹp lắm luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Lên cái bộ này cho mấy chị nè. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Ôi cưng lắm luôn nha, hàng thun lạnh nha mấy chị. Thun lạnh bên em là hàng cao cấp, không có hàng thường đâu. Đang chế. Sale giá cực rẻ luôn, đang sale giá dưới sỉ luôn nha mấy chị. Nên mấy chị hốt đi. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị mã nai nha. Ai lấy bộ này chốt cho em chữ nai kèm size 4, 5, 7 6 sale luôn. 4, 5, 6, 7 sale 50 luôn ha. 50 luôn.
đẹp rồi quá. 4, 5, 6, 7 sale 50.000, size 9, 12, size đại mấy chị, size 9, 12, 14 sale 65.000 luôn. Rồi 9, 12, 14, 65, bộ này có tới 40kg luôn nè mấy chị ơi. 9, 12, 14, 65.000, đẹp lắm luôn. Mã này có size 7 của Khang Quỳnh nè, Khang Quỳnh chốt đi Khang Huỳnh, đẹp lắm. Rồi 50 nha, chế nào lấy bộ này chốt cho em nha, mã này thể thao nha, đẹp lắm luôn mấy chị, coi có quần nè. Sale có 50 hả? Sale cho mấy chị có 50.000 nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Mấy chị cứ chia sẻ cho em là mấy chị sẽ chốt hàng giá sỉ nha, dưới giá sỉ luôn. Rồi, bộ rồi. Nai, ai lấy chốt bộ nai cho em. Rồi bộ nai này ai lấy nhanh tay lên nha mấy chị. Đây, quá mấy. Đẹp lắm mấy chị ơi, rất là đẹp. Rồi bây giờ em lên cái bộ này. Có mẫu mấy chị ơi. Ôi xung quá mấy chị. Cái mã này mã nào cũng đẹp hết trơn á. Rồi cái bộ suit gen xanh nè mấy chị, xung chưa. Rồi nhí 55 nha, đại 67.000 luôn. Nhí 55 em đọc size cho mấy chị nha. 4, 5, 6, 7, 8, 55.000, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tới 40kg luôn, 67.000. Trời ơi đẹp lắm luôn. 55, 67 cho em, đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy mã này chốt cho em mã xanh đi. Bộ xuất gen đẹp quá mấy chị ơi, xuất sắc lắm luôn nè. Mai Trinh có hốt 3 bộ này luôn không? Đẹp lắm. 55 nhí 67 đại cho em luôn. Chị nào lấy chốt cho em cái mã xanh, mã xanh kèm size. Bộ này em có từ 10kg đến 40kg nha mấy chị, 10kg đến 40kg. Không chê được điểm nào luôn. Cái hàng 3D, thun lạnh 3D cao cấp nha. Đẹp lắm mấy chị, cầm lên thích lắm luôn. Cầm bộ đồ lên thích lắm luôn. Rồi nhí 55 đại 67 mã xanh cho em nha. Qua mẫu, ai lấy chốt mã xanh. Qua mẫu chế ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp sát nắp. Đẹp quá à. Rồi cái bộ Batman ngầu chơi mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. À Tiết Thu hôm bữa có gửi hàng bưu điện cho Tiết Thu mà, có Tiết Thu hỏi. Ừ rồi, gửi bưu điện rồi chứ. Rất là đẹp luôn nha. Để bưu điện rồi, bưu điện hơi lâu nha. Tại bưu điện thì nó bị lâu quá. Chứ em gửi giao hàng tiết kiệm thì nhanh lắm. Tại chị muốn gửi bưu điện thì bưu điện nó nói là hơi lâu. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Trời cưng chưa. Sale mấy chị 55.000 luôn. 55.000, 4, 5, 6, 55.000. Em gửi giao hàng tiết kiệm nhanh muốn chết. 2 ngày là tới rồi. Mà mấy chị muốn gửi bưu điện thì em gửi bưu điện. Bưu điện thì báo nó hơi lâu chứ. Bưu điện thường nó hay báo nó nói 1 tuần mới tới mà. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi chế nào lấy nè. 4, 5, 6, 55.000 cho em luôn. Sao đại, đập quá. 4, 5, 6, 55.000 mã Batman. 50.000 thôi. Rồi sale 50.000 cho mấy chị luôn nha. 50 luôn á. Rồi 9, 10, 11, 12, 13, 65. 9, 10, 11, 12, 13, 65.000 luôn. Rồi bộ này 50.000 luôn nè. Chế nào có size lên chốt cho em mã xám Batman mấy chị ơi. Batman xám. Bộ này có 18, 30, 35 nè mấy chị. Bộ Mai Trinh là chị Mai Trinh hốt không? Ôi cưng lắm mấy chị ơi nha. Trinh ơi vô hốt bộ này đi Trinh, đẹp lắm luôn. Cái bộ Batman này đẹp quá trời luôn á Trinh. Có 3 size của bé luôn á, 35, 30 với 18 nha. Có size của bé luôn, hốt đi. Bộ này mấy cái bộ này là đẹp xuất sắc luôn. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Nhí thì còn size 4, size 5, size 6 à. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên thêm một cái mã này nữa cho mấy chị. Batman 7 cho Khang Huỳnh đi. Không có 7. Không có 7, có 6 à. Nãy chị đọc 6 không có 7. 5, 6 không có 7 chứ ơi. Mẫu nào em lên em có đọc sai á chứ. Mẫu nào nãy giờ có kêu Khang Huỳnh chốt quá thì Khang Huỳnh chốt nha, đẹp lắm luôn. Nói chung lên mẫu nào mà có em đọc có số 7 thì chị lấy ha. Còn... Rồi bây giờ em lên tiếp cái mã này đó mấy chị ơi, cưng quá à, mã nhện cho em luôn. 4 5 6 7 8 luôn hả? Ừ, 50. 4 5 6 7 8 50 luôn. Nhanh tay chốt em mã đỏ. Đỏ 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 nhện nè. Có 7 nè của Khang Quỳnh nè. Rồi 4, 5, 6, 7, 8 nha mấy chị. Mấy chị mua mấy cái bộ này đẹp lắm luôn đó. Rồi size đại em có 9, 10, 11, 13, 14 mấy chị ơi, 65.000 luôn. Rồi nhanh tay chốt em mã nhện. Bộ này có size 7 của chị Khang Quỳnh nè. 9, 10, 11, 12, 13, 14 67 67.000 65.000. Nhanh tay lên chốt cho em mã nhện nè. Ôi cưng lắm mấy chị ơi, 10kg tới 40kg nha. Chế nào có size thì lên chốt cho em.
Rồi mã nhện kèm size mấy chị ơi, bộ này là phải siêu đỉnh luôn á. Đây. Rồi nhện đỏ 7 có luôn cho Khang Quỳnh nè. Rất là đẹp luôn. Rồi qua mẫu mấy chế ơi. Ai lấy nhện đó mấy chế. Nhanh tay lên chốt cho em mấy chị ơi nha. 50 có 50 ngàn, 50 ngàn, 50 ngàn. Rồi Khang Quỳnh chia sẻ cho chị nha. Khang Quỳnh ơi chia sẻ cho chị nha. Cái livestream này về 5 hội nhóm với một lần về trang cá nhân nha cả nhà. Mấy chị sẽ chốt hàng giá sỉ á. Rồi bây giờ em lên tiếp cái mã khổng lồ nè. Trời ơi đẹp quá mấy chị. Mấy cái bộ 3D này nó đẹp lắm. Rồi xe cho mấy chị 50 luôn, 50 luôn nha. Ai lấy chốt em mã khổng lồ mấy chị ơi. Bây giờ là em còn 4567 4567 nha. Đẹp lắm luôn, 45678 luôn. 50.000. Đẹp không? 45 sao sao kêu nói đủ. 4567. Rất là đẹp luôn. Không có 8 à. Thôi. Đủ là trên đủ lớn đủ á. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi, 4 5 6 7 nè, 9 10 11 12 13 14 65.000, nhí 50 đại 65 cho em luôn. Mấy chế nào lấy nhanh tay chốt cho em luôn nha mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy mã này chốt cho em mã xanh nha, bộ khổng lồ xanh nè. Khổng lồ xanh kèm size. Siêu đẹp luôn. Rồi ai có size lên chốt cho em mấy chị 50, 65 nhí em sale có 50 rồi, đại 65 ngàn nha cả nhà. Qua mẫu mấy chế ơi. Rồi 4, 5, 6, 7 nha. Rồi bây giờ em qua cái bộ này đẹp lắm luôn nè. Bích Tiền em mới nhận đầm bé đẹp lắm chị. Rồi cảm ơn Bích Tiền nha Cưng. Rồi bây giờ lên tiếp đây với chị nè, đẹp lắm luôn. Rồi bộ đá xanh, thể thao. Bây giờ em đọc sai cho mấy chị nha. 4, 5, 6, 7, 8 luôn. 50. 50 ngàn, 4, 5, 6, 7, 8, 50 ngàn. Đẹp quá mấy chị. Rồi chế nào lấy chốt lại cho em luôn. 4, 5, 6, 7, 8, sale 50 ngàn luôn. 9, 10, 11, 12 mấy chị ơi. 9, 10, 11, 12, 65 ngàn. 9, 10, 11, 12, 65 ngàn luôn. Cả nhà ơi, đẹp quá mấy chị. Rồi, 4, 5, 6, 7, 8, 50, 9, 10, 11, 12, 65, size đại, 65, size nhí, 50. Rồi, chế nào có size lên chốt cho em nha. Mã xanh nha, mã đá xanh kèm size. Đẹp lắm luôn. Mã này có size 7 của Khang Huỳnh nè, Khang Huỳnh ơi. Rồi, 50, 65, mã đá xanh. Ai lấy mã này chốt cho em mã đá xanh kèm size mấy chị. Rồi lên tiếp bộ này cho mấy chị. Rồi Superman nhí 55, 50 để lại 50. Nhí 50 nè, 4, 5, 6, 7, 50. Chị nào lấy chốt cho em đi. Bộ Superman đẹp quá. Rồi mã xanh Superman 4, 5, 6, 7, 50 ngàn. Rồi đẹp. Em nói thiệt bộ nào cũng đẹp hết nha mấy chị nha. Bộ nào cũng đẹp hết trơn. Chị nào lấy chốt cho em đi nha. Bộ Superman kèm size. Cưng quá mấy chị ơi, có 50 ngàn. Bộ đẹp. 4, 5, 6, 7, 50. Đại đại. Đại á, đại em còn 9, 10, 11, 12, 13 mấy chị. Rồi size 9, 10, 11, 12, 13, 65. 65 size đại, 50 size nhí nha. 65 size đại, 50 size nhí. Trời mấy bộ này có size 7 nè. Sao Khang Quỳnh không chốt. Mấy cái mã này ngầu quá trời luôn nha. Mấy cái bộ này đẹp lắm luôn á mấy chị. Có size mấy chị không lấy uổng lắm luôn nha. Bây giờ em lên cái bộ này sale cho mấy chế nè. Ôi cưng quá. 41.000. Bô rip xuất nha. Bô rip xuất sale 41.000. Nhanh tay lên chốt cho em mã xe. Bây giờ là em còn 4, 5, 6, 7, 9, 4, 5, 6, 7, 9, 41.000. 41.000. Bộ bô rip xuất nha mấy chị.
Ôi, bộ này là siêu đẹp luôn, cái hàng body suit đẹp lắm. Bộ này nó size 7 nè. Superman size 7 cho Khang Quỳnh. Ok, chị Khang Quỳnh luôn. Nhanh tay lên nha mấy chị ơi, chớ có Khang Quỳnh size 7 rồi đó nha. 50 ngàn. Để rồi bộ xe này chị lấy không? Bộ xe này có xe 7 luôn nè, chị Khang Quỳnh 41 ngàn cho chế luôn nè. Xe có 7 nữa rồi nữa nè Khang Quỳnh ơi. Bộ này là 65 ngàn nha. Em ngồi đây bán lấy tương tác á mấy chị mới có giá này nha. Không bao giờ có giá này á. Bộ này là 65 ngàn á. Rồi bán em lấy lại tương tác mấy chế ơi. Rồi ai lấy bộ xe mấy chị ơi, 456 45679 luôn nha, 41.000. 41.000 mấy chế, chế nào đang coi live vô chốt nha, không bao giờ có giá này đâu, em nói thật sự luôn. Không bao giờ có giá này mà 41.000. Lấy chốt xe cho em nè, bộ nào có size 7 luôn nè chế. Quỳnh ơi có lấy size 7 xe không? Trang Khang Hình nè. Rồi bây giờ lên cái bộ này nè mấy chị nha. Trời cưng quá à. Rất là đẹp luôn. Rồi chế nào lấy cái mã này chốt cho em đi mấy chị ơi, đẹp quá trời luôn nè. À, hình đi, mã hình nha mấy chị ơi, đẹp chưa? 41 ngàn luôn, em đọc sai nha mấy chị nha. 459 size 4, size 5, size 9, 41 ngàn mấy chế yêu ơi. 41 ngàn cho em luôn. Ai lấy mã này chốt cho em mã hình. Đẹp lắm. Cái bộ này có size 7 này để lên cho chị. Cưng quá à, qua mẫu nha mấy chị. Xuất sắc lắm luôn. Để lên mẫu nào có size 7 cho em. 45 là có size 7 nè, chị lấy đi. Khang Huỳnh. Khang Huỳnh lấy đi. Khang Huỳnh ơi đây, đẹp. Bây giờ em còn 457 mã khủng long, sale 55.000, Khang Huỳnh lấy chốt đi, còn có một bộ size 7 nè. 457 55.000, ai lấy chốt cho em bộ 3D nha, 3D hoặc hình. 9 10 11 12 13 14 nha mấy chị ơi. 67.000. Rồi từ size 9 trở lên cho tới size 14, em sale cho mấy chế có 67.000 thôi. Đẹp lắm. Rồi ai có size lên chốt cho em nào. Quỳnh hốt bộ này luôn đi Khang Huỳnh. Ồ này là siêu đỉnh. Mấy cái bộ này đẹp không à, bộ nào cũng đẹp. Rồi 457 nha, 457 ai lấy chốt em mã khủng long. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7 ngàn luôn. Mọi quá mẫu mới chế hơn. Rồi bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chị nha. Chờ bộ thể thao nha. Lên thể thao nha cả nhà ơi, cưng quá. Rồi ai lấy chốt cho em mã trắng đi mấy chị. Bộ đi trắng luôn, 50.000 luôn. 50.000 cho mấy chị luôn nha. Bộ thể thao ni trắng 50.000. Ồ chung quá mấy chị ơi, 50.000. Đọc sai cho mấy chị nè, 4567 50. Chị nào có sai lên chốt cho em nè. 4567 có 50.000. Ôi xịn sò luôn mấy chị ơi. Bộ đẹp đó. Rất đẹp luôn, ai có size lên chốt nha. 4567 50.000. Quá đẹp luôn mấy chị. Rồi anh lấy mã trắng chốt cho em mã trắng nha. Rồi mã trắng kèm size cho em nha cả nhà. Rồi qua mẫu mấy chứ. Rất là đẹp mấy chị ơi. Ủa mấy cái bộ này mấy chị mua làm về là mấy chị nhận hàng mấy chị thích lắm luôn. Hàng cao cấp em sale có 50.000. Rồi bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chị nè. Ôi cưng quá mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp cái bộ đỏ Adidas nè. Hàng thể thao. Bộ thể thao đẹp mấy chị. Đẹp lắm luôn mấy chị. Chế nào lấy nhanh tay chốt em mã đỏ nha. 45678 45678 sale 50.000 luôn. Ôi đẹp quá mấy chị. 45678 50 à. Cưng ghê luôn. Rồi chị nào lấy nhanh tay chốt cho em nha. Mã đỏ Adidas 50.000. Cưng quá mấy chị. Ủa mấy bộ đá này đẹp lắm luôn nè. Khang Quỳnh không lấy uổng quá Khang Quỳnh. Có 8 luôn nè, có 8 chứ anh Nguyễn nè. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Mấy chị có size không lấy là uổng lắm luôn. Mấy bộ này nhận hàng mấy chị thích lắm luôn. Hàng đẹp không. Rồi chế nào có size lên chốt nha. 45678. Lấy thêm thể thao không mấy chị. Mã đỏ. Trời ơi đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Quỳnh không có lấy thể thao thêm hả Khang Quỳnh? Khang Quỳnh còn coi like không em? Trời ơi cái bộ này xịn sò lắm luôn. Rồi lên tiếp bộ này cho mấy chị nè. Trời ơi đẹp quá. Khủng long. Rồi ai lấy khủng long chốt dây mã khủng long nha. 3D hoạt hình nè. Xuất sắc lắm luôn. 55.000. 567. Rồi ai lấy chốt cho em khủng long đi mấy chị ơi. 567 55.000, ai lấy chốt em mã khủng long.
Rồi size đại em còn 10, 10, 11, 13 mấy chế ơi, 10, 11, 13. Không ta? 10, 11 rồi quá. 5, 6, 7, 55 ngàn. Rồi 10, 13 thôi, size đại em còn 10 với 13, size mấy chế 60, 65 ngàn luôn. 10, 13, 65 ngàn. 10, 13, 65, 55, 65 nha. Size đại còn có 2 bộ à, một bộ size 10 với một bộ size 13. Ôi cưng lắm mấy chế ơi. Cái hàng này đẹp quá trời luôn mấy chị. Ôi Khang Quỳnh ơi còn coi like bị cưng. Mấy bộ này đẹp quá trời luôn nè. Có size 7 của em nè. Rồi qua mẫu mấy chế. Có ai muốn lấy thêm gì không? Comment cho em đi rồi em lên một vài mẫu em up luôn. Rồi mấy chị nào có lấy thêm đồ bé gái đúng không? Có ai lấy đồ bé gái hay lấy muốn thêm, lấy thêm mẫu nào comment lên cho em nha. Cặp nón gì á comment lên cho em sale trên like cho mấy chị luôn. Ê, cái bộ khủng long này có 2 bộ số 6 số 7 nè. Thôi người ta ra đâu lời nè. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị ơi. Ai lấy chút em mã cam nha. Mã cam đây bộ Doraemon. Đẹp quá à mấy chị ơi. Doraemon Doraemon. Cam nha mã cam 457 457 55 ngàn. 9 với 13 65. Rồi size 9 với size 13 65 mấy chị. 4 5 7 9 13. Chị nào có size lên chốt cho em mấy chị 4 5 7 9 13. Ôi cưng quá mấy chị yêu ơi. Rất là đẹp luôn. Ai lấy nhanh tay chốt cho em mã cam nha, Doraemon. Mấy chị có lấy thêm gì nữa không? Ai lấy thêm gì cứ comment lên cho em nha. Nãy giờ mấy chị chốt hàng rồi đó. Muốn lấy thêm mẫu nào cứ comment lên cho em. Đẹp quá à. Chị lên nãy giờ mấy mẫu cho Khang Quỳnh á. Có size 7 cho Khang Quỳnh nè. Đẹp quá nè. Xịn sò lắm. Thôi qua mẫu đi mấy chế. Toàn là đẹp đẹp không mà mấy chị ơi. Đây. Rồi lên mã xe hơi nha mấy chị ơi. Xe hơi xuất sắc lắm luôn. Rồi xe hơi kèm size cho em luôn 4567 nè. 4567 em sale cho mấy chị 55 ngàn. Rồi mã xe hơi nha mấy chị. Đây. Ôi bộ đẹp quá à. Cưng ghê luôn á. Size đại 9 với 10. Size đại 9 với 10 65 ngàn. 65 ngàn. Size 9, size 10, 65 nha. Size nhí 55. Size 4, size 5, size 6, size 7. Bộ này có 7 của chị Khang Quỳnh luôn nè. Ừ. Lên mấy cái mẫu cho Khang Quỳnh không à. Đẹp quá trời luôn đó Khang Quỳnh ơi. Xuất sắc luôn. Rồi chế nào lấy chốt em mã xe nha mấy chị nha. Xe 457 55 ngàn. Size 9, size 10, 65. Rất là đẹp luôn. Đẹp quá à mấy chị ơi. Mai Trinh lên có tay đi chế. Ôi Trinh ơi nãy giờ mới vô hả Trinh? Nãy giờ chị có lên mấy cái mẫu nào có size của bé đó. 35, 30 với 18 á. Đẹp quá trời luôn. Nãy... có tay đúng không? Ừ nãy Trinh thích có tay mà chắc ra rồi mới vô á. Mới vô lại 30kg, 35kg, 30kg với 18kg. Còn mẫu nào đó. Có lấy cặp không hay là lấy lẻ? Chị lên lẻ cho em chốt. Nè, này cặp thì có này nè. Đây, này, lẻ lên cái mẫu này có ba bé luôn nè. Trời ơi, đẹp lắm mấy chị ơi. Đây, robot. Rồi lấy mã này chốt robot nha. Bộ này ngầu lắm mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. Mai Trinh lấy chốt nè. Mã robot kèm size. Có ba size của bé luôn á. Từ 10kg tới 40kg luôn. Rồi, mẫu này robot đủ đủ size nè mấy chị ơi. Đủ nè mấy chị ơi. 10kg tới 25kg. Sale 55 ngàn. 25kg tới 3 tới 40kg sao mấy chị 67 ngàn. Trời ơi đẹp lắm ấy. Trinh ơi lấy chốt đi Trinh. Rồi chế nào lấy chốt em mã robot đi mấy chị ơi. Robot bộ đây là siêu đẹp luôn. Cầm lên là cầm cái đồ lên là thích liền luôn. Rồi mã này có size của ba bé lấy chốt đi Trinh. Chị muốn lấy giống ba đứa ba bé giống nhau hả? Ba bé giống nhau thì hơi còn ít rồi. Còn lấy lẻ thì có, lấy lẻ thì có. Đó, lấy chốt robot, cái đó ba bé giống nhau. Với lại cái bộ này nữa nè, ba bé giống nhau luôn. Rất là đẹp. Rồi, mã xanh nè, bộ suit game nè. Đẹp quá trời luôn. Nha, thấy chị. Mấy cái hàng này đẹp đẹp không?
Rồi ai lấy mã này chốt em mã xanh kèm size mấy chị. Mã xanh 55 67 ngàn, nhí 55 đại 67 ngàn mã xanh. Ôi cưng lắm luôn. Rồi lấy chốt mấy chị. Rồi chế nào lấy chốt cho em mã xanh kèm size mấy chị. Nhí 55 đại 67 nha. Còn mã này là mã xe nè. Ừ, lên thêm bộ nữa nè nha. Đó của chị lên cho Mai Trinh đó. Mấy mẫu này là em lên đem cái mấy cái mẫu mà ba bé giống nhau nha. Có tài, ba bé giống nhau có tài. Rồi lên thêm một mẫu đây nè. Ôi cưng quá luôn. Rồi bộ xe hơi nha, bộ xe hơi. Mấy bộ xe hơi đi, mấy bộ xe hơi đẹp nè. Ai lấy chốt cho em liền nha mấy chị ơi. Có 55.000 nhí à mấy chị ơi. 55 nhí 67 đại. Rồi lên 3 mẫu á, em có lấy chốt cho chị đi Trinh. Bộ robot nha, bộ xe hơi với lại bộ xanh xuất game. Đẹp lắm luôn. Ủa mấy bộ này đẹp không à cả nhà ơi. Đẹp lắm. Rồi chế nào lấy chốt lại cho em luôn nha. Chế nào lấy chốt lại cho em luôn. 5567 này hả? Ừ, có 5567 đó chị, lên 3 màu á. 3 màu là có size của 3 bé luôn á nha. Chứ còn lẻ thì có nhiều, lẻ thì nhiều mẫu. Còn thêm khủng long nữa hả? Có khủng long đi. Còn cái khủng long nữa hả? Rất là đẹp luôn. Còn cái khủng long nữa nè. Rồi lên thêm một mẫu khủng long nữa. Đẹp quá trời luôn. Lấy chứ. Khủng long đi, khủng long là đẹp nè chế. Trời ơi, xịn sò lắm luôn á. Khủng long là đẹp. 18, 30, 35. Rồi bộ này cũng có luôn, ba bé luôn. 18, 30, 35 nha. Xe hơi ba bộ cho Mai Trinh đi. Ok. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đó chị lên mấy cái mẫu đó là còn của em á. Tụi nãy có lên rồi mà em không có thấy em comment. Có lên rồi cho em mà chắc lúc em ra. Hai bộ 67, một bộ 55. Đẹp lắm luôn. Khủng long có lấy khủng long đúng không Trinh ơi? Sập lấy luôn đi hết á. Trời ơi đẹp lắm. Tại luôn. Tại biết sao không chị, mấy chị muốn lấy mà combo vậy chị phải lấy sớm nó mới còn. Em vừa về mà chị lấy, chị canh lấy là nó còn. Xịn sợ. Để lấy phim qua lần hai lần nó hết. Hết sao. Mẫu gì nếu mà chị có ai muốn lấy mẫu gì không, ai lấy đồ bé gái hay gì không em lên thì em nghĩ luôn hết chứ. Trinh có lấy đồ bé gái không? Chị có về đầm bé gái đẹp lắm luôn á, đầm á có 10 kg tới 40 kg mấy chị, đẹp xuất sắc luôn. Đầm thun lạnh 3D đồ bộ luôn nha. Bộ bé gái chế nào lấy bé gái chứ comment lên cho em đồ bộ với đầm đẹp lắm. Thì cứ comment lên cho em nha mấy chị. Nãy giờ không thấy ai lấy bé gái. Lấy bé gái comment lên cho em. Đầm về đẹp lắm luôn á. 10 kg tới 40 kg nha mấy chị. Sale rẻ trên like cho mấy chị luôn. Có bộ này cho Quỳnh. À quên chị. Chị gì quên hả? Cái gì? Lấy cái gì? Mai Trinh. Mai Trinh đó. Bộ này đẹp nè. Chị Mai Trinh lấy không? Mai Trinh lấy. Mai Trinh có lấy cô Tông không Trinh? Đẹp quá trời luôn. Có 3 bé luôn á. 3 bé có size luôn nha. 3 bé có size luôn. Nhí sale 50, đại sale 60 luôn. Rồi bây giờ mẫu này em có. Trời ơi đẹp quá. Cái mã đa. Cái đá xanh đen nè. Cái đá 56. Rất là đẹp luôn. Ai lấy chốt cho em đi nha mấy chị ơi nha. Nhí 50, size 3, size 5, size 6, 50 ngàn. Size đại 9, 10, 11, 13, 9, 10, 11, 13 là xem với chị 60 luôn á. Bộ này đẹp nè, chị Mai Trinh lấy đi. Mẫu này có 3 bộ của bé luôn nè, nếu mà lấy cô Tông chốt lại cho chị luôn. 6, 11, 13, trời ơi, đẹp lắm luôn á.
Rồi chế nào lấy nha, nhí 50, ai lấy cô tông chốt lẻ cho em luôn. Còn chinh nếu mà lấy thì ok chị, mẫu này có 3 bé của em luôn á. Sale có 50, 60 thôi. Rồi, xuất sắc. Bộ cô ta bộ đá xanh đen nè mấy chị, đá xanh đen cho em luôn. Ủa đẹp, hàng này là không có chê được cái điểm nào luôn á mấy chế ơi. Rồi còn ai lấy gì nữa không mấy em nghĩ nha mấy chị ơi, còn ai lấy gì nữa không mấy chế ơi. 41 rồi, em lên thêm một mẫu nữa nha, rồi em nghĩ nha mấy chị. Mấy chị nào cứ lấy thì cứ comment lên cho em. Đây. Rồi bây giờ em lên thêm một cái mã này nữa cho mấy chị nè. Vô rip xuất nha, sale mấy chị 41.000 luôn. Bôi đẹp đó chứ. Rồi chế nào lấy chốt cho em nha, khủng long. Bộ khủng long nè, bộ khủng long đẹp quá mấy chị ơi. Bô rip tai phối nha, mà cái hàng này là cái hàng xuất nha mấy chị. Nha, nó không phải là hàng thường đâu. Em sale 41.000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41.000. Ai lấy chốt cho em. Ờ đẹp lắm luôn mấy chị. Mấy cái mã đẹp lắm, mấy chị thấy em đăng hình không? Đẹp lắm. Bộ hàng xuất quá nên vải nó mịn. Rồi chế nào lấy chốt em khủng long nha, 41.000. Size 4, 5, 6, 7, 8, 9 nha. Bộ này em có từ 10kg tới 27, 28kg mấy chị. Rồi 41.000 nha mấy chị. Nhanh tay chốt em mã khủng long. Ai lấy bô rít xuất thì lên chốt cho em. Sale cực kỳ rẻ luôn. Mã này 65.000 á. Mã đó 65 em sale 41. Chế nào lấy chốt cho em khủng long. Rồi còn ai lấy gì nữa không em nghĩ nha mấy chị. Ai lấy thêm gì nữa không? Còn ai lấy thêm gì comment liền nha, comment liền lên cho em đi, em lên rồi em nghỉ luôn đi mấy chị nha. Giờ này em ớt rồi. Trinh có lấy thêm gì nữa không? Mai Trinh có lấy thêm gì nữa không Mai Trinh? Lên màu đỏ. Lên màu đỏ là sao? Màu gì? Lên màu đỏ hả? Cái gì đỏ ta? À, lên, lên em cái bộ đắt đỏ này nè. Đẹp lắm luôn. Đắt đỏ hay không? Nãy hả? Đắt đỏ đây có size 3 bên. Màu đỏ này hả? Cái màu đỏ lên gì? Hình gì? Màu đỏ mà chứ thể thao hay là hình? Em lên mà kêu lên màu đỏ mà lên màu mẫu gì? À màu đắt đỏ này hả? Nè, có không? Màu này có không? Màu này thì ai biết đâu, đi ra thử coi. Rồi, đắt đỏ 50. Nó có 6 không? Không, 3, 4, 5. Không, không, này hết, là không còn. Mẫu này không có đâu cưng ơi. Có đá thể thao thì có lên thun lạnh thể thao. Bộ này không có đứa nào có. Ừ. Bộ này có nè, bộ đỏ thì có nè. Lên cái bộ này có size 3 đứa luôn nè, 3 bé của em luôn. 50, 60 luôn. 50, 6. Ủa bộ này size đại 60 hả? Ừ. Rồi size đại sale em 60 luôn, size nhí sale 50 luôn, mã thể thao nha. Đẹp lắm luôn. Rồi đỏ lấy chốt cho chị nha, có 3 bé luôn á. Ôi đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. Nhận hàng là thích lắm luôn. Rồi lấy chốt cho chị nha, mã này có 3 bé luôn, lấy ok. Lấy đi em xem cực rẻ luôn. Xeo rẻ quá trời. Cái mã đỏ này là in mặt trước mặt sau luôn. Cái mã thể thao thì đẹp lắm. Rồi không lấy thôi em ớt. Rồi bây giờ em ớt rồi nha mấy chị ơi. Mấy chị lấy thì chốt nha Trinh ơi.
Rồi chào cả nhà nha, giờ này em ốp rồi nha mấy chị ơi, em ốp rồi.